À, lớp chúng ta hôm nay đủ rồi đúng không? Anh chưa phải tập nhá, tại vì một số bạn hôm nay vướng lịch thi thì các bạn ấy xin anh nghỉ rồi. Đấy thì hiện tại bây giờ là các em cũng đi à, ngủ. Em cũng đủ rồi. Ok. Nào, bài hôm nay chúng ta sẽ chữa bài tập thôi. Nhá, à, hôm nay chúng ta sẽ chữa bài tập về phần hình nón và hình hình trụ. Đấy thì chữa bài tập và chúng ta sẽ học một số kiến thức phần nâng cao của cái hai cái khối này nhá. Rồi là mỗi bạn chữa vài câu nhá. À, chúng ta sẽ chữa bắt đầu từ phần khối nón trước thì từ câu 1 cho đến câu 10. Mà nào chữa đầu tiên không? Ừ, thế Huấn chữa cho anh 10 câu đầu. Câu 1 em chọn gì? Câu 1 là em chọn D ạ. Ừ, 1D. Rồi. Diện tích xung quanh này. Đúng không? À, biết tính đáy này, tính độ dài đường sinh này nhá. Rồi câu 2 em chọn gì? C ạ. C đúng không? Rồi câu 3 em chọn gì? C. Rồi câu 4. Câu 4 chọn D ạ. D. Rồi câu 5. Câu 5 chọn B ạ. B. Câu 6. Câu 6 em chọn D ạ. Câu 7. Câu 7 em chọn C. C. À, câu 8 và câu 9. A. Ừ, ok. Câu 10. Câu 10 em chưa làm được ạ. Chưa làm được đúng không? Thế nhá, anh cảm ơn Huấn nhá. Thì chúng ta sẽ chữa. Tại vì hôm nay anh sẽ chữa bài tập mà chúng ta sẽ chữa hết. Nên là chúng ta sẽ không chữa chi tiết từng câu một được. Nên chúng ta nhìn vào vấn đề giải nhá. Chủ yếu là chúng ta biết cách tư duy thôi. Đấy đấy. Tại vì khi các em biết cách tư duy là các em biết cách làm bài mà, đúng không? Đấy thì anh hướng dẫn chúng ta cách tư duy. Thì câu 1 các em chú ý này. Thì khi các em làm bài cũng như vậy thôi. Thì các em đọc đề các em phải hiểu là người ta cho dữ kiện gì và các em cần tìm cái gì đúng không? Đấy thì câu 1 là đề bài cho là hình nón có diện tích xung quanh. Đúng không? Và biết bán kính của đáy. À, tính độ dài của đường sinh. Thì khi chúng ta đọc đề đây ở diện tích xung quanh thì các em nhớ ngay là à như vậy thì chúng ta biết ngay là à diện tích xung quanh của hình nón bằng pi r nhân với n. Đấy, với r là bán kính đáy, n đường sinh, đúng không? N đường sinh. Đấy thì đề bài người ta cho biết bán kính đáy rồi, cho biết diện tích xung quanh rồi. Thì các em thay vào đây các em sẽ tìm được độ dài đường sinh. Đấy đấy là cách tư duy nhá. Thì câu 1 là các em tính ra d. Tương tự. Câu 2 như Huấn Huấn chọn C à? Thế Huấn Huấn chọn D. Câu 2 em chọn C ạ. Sao lại chọn C được em nhỉ? Diện tích xung quanh thì phải là bình phương em nhá. Nhớ chú ý nhá. Cả cả anh không biết làm anh cũng biết là chắc chắn C cũng đúng. Tại vì diện tích xung quanh đơn vị phải là bình phương. Đúng không? Đơn vị phải là cạnh bình phương. Các em chú ý là như vậy. Thế đi. Ừ, chú ý đi. Sửa trên câu 2. Đúng không? Đấy đi. Câu 2 đề bài người ta cho cái gì? Cho thể tích. Người ta hỏi diện tích xung quanh và biết bán kính đáy thì ban đầu chúng ta cũng làm như vừa anh hướng dẫn ấy. Đây. Đọc đề bài người ta cho biết bán kính đáy này, đúng không? Các em gạch gạch chân những cái gì thì người ta cho. Người ta cho thể tích này. Người ta hỏi diện tích xung quanh này. Thì các em nhớ là à thể tích được tính theo công thức đúng không? Thể tích được tính theo công thức là gì nhỉ? Pi R bình nhân H. Chưa đủ. Tại vì liên quan đến khối nón thì phải có 1 phần 3 nữa. Đúng không? Thì các em thế cho anh là V vào đây. Thì đề bài cho V bằng 2pi nhân A mũ 3. Thì các em thế vào đây nè. 2pi nhân A mũ 3 này. Đúng không? 1 phần 3 pi nhân với R. Thì R người ta cho bằng A bình rồi. Nhân với 2 với H. A như vậy thì từ đây các em tìm được H. Đúng không? Các em tìm được H bằng 6A. Thì các em lại nhớ A. Diện tích xung quanh thì tính theo công thức gì? Thì diện tích xung quanh của hình nón bằng pi
R, L, đúng không? P là N. Thì từ đấy các em người ta cho biết là R rồi, R là bằng A rồi. Thì các em phải tìm được độ dài đường sinh N đúng không? Đây. Mà H chúng ta vừa tìm được rồi. Đến đây các em Pythagore nhá. Các em Pythagore các em ra được đường sinh. Đường sinh xong rồi thì chúng ta sẽ tìm được diện tích xung quanh. Câu 3 nhá. Câu 3 tương tự như câu 2 thì anh sẽ không chữa nữa. Thì câu 3 các em chọn C. Câu 3 các em chọn C. Câu 4 thì sao nhỉ? Vấn đề nào câu 4? Có muốn ở đây ạ. Ừ, vì em làm nào nhỉ? L thì em lấy chiều cao trừ đi bán kính thì ra L ạ. Trừ đi á. Vâng. Sao lại trừ đi? Sao lại em lấy chiều cao trừ đi bán kính? À, chiều cao cộng với bán kính ạ, em nhầm ạ. Đây sẽ là chiều cao cộng với bán kính. Pythagore chứ đúng không? Phải là độ dài đường sinh bằng căn của gì? Căn của A bình cộng căn 3 A căn 3 với Ừ, đấy thì kem thế AB và AC vào nhớ nhá. Kem nhỉ, căn tam giác này quay xung quanh trục AB. Đúng không đây? Tam giác ABC vuông tại A. Thì khi quay quanh trục AB đúng không? Quay quanh trục AB thì có phải là chúng ta sẽ được là cái gì? Được khối nón không? Được khối nón và chiều cao bằng AB, bán kính đáy bằng AC thì độ dài đường sinh bằng căn của AB bình cộng AC bình nhá. Đây các em tìm được đáp án là D. Câu 5 thì sao nhỉ? Tam giác đều nhá. Đúng không? Thì đề bài cho tam giác đều cạnh bằng A, đây cạnh bằng A. Quay xung quanh đường cao AH đúng không? Quay xung quanh đường cao AH thì tạo thành một khối nón và tính diện tích xung quanh của khối nón. Thì các em chú ý này. Diện tích xung quanh các em phải nhớ được công thức là gì nhỉ? À, diện tích xung quanh bằng pi r l. Đấy gì? Đơn giản thôi. R bằng cái gì? R là bán kính đáy chính bằng cạnh của cái tam giác đều này, các em chia đôi. Các em chia đôi. Đúng không? Thì nó chính bằng a chia cho 2. Và đường sinh chính bằng A. Đề bài đường sinh cho bằng A. Đấy thì kết quả cuối cùng là Pi đúng không? Pi A bình chia cho 2 chính là 1 phần 2 Pi A bình ấy. Nhá. Rồi câu 6 thì sao nhỉ? Thì các em nhớ cho anh góc ở đỉnh là góc gì? Thì góc ở đỉnh là cái góc to nhất. Đúng không? Là cái góc này này. Thì góc ở đỉnh bằng 120 độ. Đây. Hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác cân. Cân hiển nhiên sẽ là cân tại đỉnh S rồi nhá, và có góc ở đỉnh thì các em nhớ nhá, góc ở đỉnh ấy chính là cái góc to nhất, chính là cái góc ASB đúng không, và có cạnh bên bằng A, thì cạnh bên bằng A chính là cái cạnh này nhá, cạnh bên ấy, cạnh bên chính là cạnh này này bằng A này, và người ta hỏi diện tích xung quanh của hình nón thì các em nhớ là A diện tích xung quanh của hình nón bằng pi nhân r và nhân với l đúng không, pi rl. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh bằng công thức này. Thì với R, R các em tính được không? Thì các em nhìn vào đây này. Khi các em đã biết cạnh này bằng A nhá. Mà người ta cho góc ở đỉnh là 120 độ nhá. Thì hiển nhiên cái góc nửa này này. Đúng không? Anh gọi đây là O. Thì cái góc OFB đấy. Nó chỉ bằng 60 độ thôi. 60 độ thôi. Đấy đi. Khi các em biết góc này 60 độ rồi. Thì các em có tìm được N không? N bằng A rồi đúng không? Đây cái này các em thấy bằng A rồi. Thì các em có tìm được R không? Thì chúng ta sử dụng công thức gì? Công thức gì để tính R đấy? Công thức gì nhỉ? Xin. Sin nhá. Sin của 60 độ bằng đối là bằng R chia cho huyền. Từ đấy các em tìm được R bằng A nhân sin của 60 độ nhá. Sin 60 độ. Đấy thì R các em bấm này, sin 60 độ bằng bao nhiêu? Sin 60 độ thì các em bấm cho anh nó bằng căn 3 chia cho 2 nhá. Đấy. Sin 60 độ các em bấm bằng căn 3 chia cho 2. Đấy, đây là căn 3 chia cho 2 này. Đúng chưa? Thì các em thế R chúng ta vừa tìm được bằng A căn 3 chia cho 2 vào đây. Thì kết quả cuối cùng các em tìm được bằng
pi a bình căn 3 chia cho 2. Đấy, đấy là cách làm của những câu cơ bản thôi. Trong đề thi hiển nhiên nó sẽ có một câu, một hai câu của cái phần hình nó này. Em chú ý nhá. Ít nhất là hai câu. Nó sẽ có một câu dễ kiểu như những câu như thế này và một câu khó hơn một tí thôi. Rồi câu 7 thì sao nhỉ? Câu 7 nhá. Đây câu 7 đây. Thì chúng ta chú ý như sau này. Chúng ta cứ làm như cái gì anh đã bảo ấy. Khi chúng ta làm một bài toán bất kỳ, kem cứ gạch chân. Đi thi mà, đi thi chúng ta làm trực tiếp trên giấy, chúng ta gạch chân. Một hình nón có tiết diện qua trục là một tam giác vuông. À, tiết diện qua trục là một tam giác vuông, vuông cân. Thì hiển nhiên, tiết diện qua trục, nhé, kem nhớ, tiết diện qua trục là cái mặt lớn nhất ấy, là cái mặt phẳng lớn nhất ấy. Tam giác vuông cân thì nó sẽ vuông cân tại đỉnh A này. Được chưa kem? Đấy, vuông cân tại đỉnh A. Và hai cạnh này bằng nhau. Nhớ. À, có cạnh góc vuông bằng A đây, hiển nhiên cạnh góc vuông bằng A đây là A. Diện tích xung quanh, hầu như tất cả đều hỏi diện tích xung quanh nhỉ, từ trên xuống dưới toàn hỏi diện tích xung quanh. Rồi chúng ta nhớ lại công thức là gì, diện tích xung quanh bằng pi r, pi rl đúng không, pi rl nhá, pi rl. Thì trong đây chúng ta đã biết cái gì, r là chưa biết, r là bán kính đáy chưa biết, nhưng mà đường sinh là biết rồi, đường sinh nó bằng a rồi, đề bài cho đường sinh bằng a rồi, thì làm nào để kem tính r đấy, làm nào để kem tính r đấy, bán kính đáy đấy, vấn nhỉ, tại vì anh hỏi vấn mà. Tí nữa những câu khác thì Pythagore Pythagore á. Ok Pythagore cũng được, thì kem có cái gì. thì ra được BC bằng căn 2 ạ. Ok nhá, BC bằng căn của A bình cộng A bình và bằng A căn 2. BC OC bằng căn 2 phần 2 ạ. bằng đấy, thì như vậy thì OC đúng không? IBR Bằng gì em nhỉ? là căn 2 phần 2. Ừ, đúng rồi. Đây chính là R. Bằng A căn 2 phần 2 nhá. Đây, em thấy vào đây. A căn 2 phần 2 vào đây. Thì kết quả cuối cùng là em chọn là C. Đúng rồi. Thế thôi đúng không? Thế những cách làm của những câu này nó khá là cơ bản thôi. Em không làm được là những câu dưới là em không làm được đâu. Rồi tương tự câu 8 làm nào em nhỉ? Câu 8 là n là bằng AC trên sin sin B ạ. Ừ. Nhưng mà trước khi làm ấy chúng ta phải hiểu nè. Đề bài cho nhá, trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A này, vuông tại A này. Biết AB này, biết góc ABC 30 độ này. Tính độ dài đường sinh của hình nón nhận được ấy. Cái câu này rất là quan trọng, tại vì cái câu nhận được ấy để chúng ta hiểu hình nón nó quay như thế nào đúng không? Thì hình nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh trục AB. Thì các em hiểu cái câu này nhá. Các em không hiểu câu này các em không làm được. Thì tam giác của chúng ta là tam giác ABC quay quanh trục AB thì chiều cao hiển nhiên là AB. Đúng chưa? Đề bài lại cho tam giác vuông tại A nữa. Vuông tại A nữa đúng không? Thì hiển nhiên là gì? Hiển nhiên là vuông tại A là ở đây. Thì chúng ta quay như vậy, chúng ta sẽ quay một vòng sẽ được một hình nón với chiều cao là AB nhé, với chiều cao là AB và bán kính đáy là AC. Được chưa? Đường sinh là BC. Rồi thế bây giờ Huấn làm cho anh câu này, làm nào nhỉ? Thì là 2A trên sin 30 độ ạ. Hai a chia ba sin 30 độ là cái gì? Là bằng 4 ạ. Ừ, có nghĩa là em đang tính cái gì đấy. Đây là tính được đường sinh. Ừ, đây, người ta tính cho anh này. Thì tính là độ dài đường sinh đúng không? Thì độ dài đường sinh là chính là BC ấy. Thì nó chính bằng AC chia cho sin của góc B nhớ, nhưng mà có cái này chúng ta phải xuất phát từ công thức sin cho nó dễ dễ hiểu. Thì sin của góc B ấy, chính là sin của góc 30 độ nhá, chứ góc B là cái góc lớn này cơ. À không, góc B là cái góc này đúng rồi. Thì sin của góc B chính là sin của 30 độ. Sin bằng đối chia cho gì? Đối chia gì nhỉ? Họ hờ à, Huyền ạ. Ừ, đối chia cho huyền chính là BC đúng không, hay chính là độ dài đường sinh đấy. Từ đấy các em tìm được độ dài đường sinh bằng 2a chia sin 30 độ nhé, thì các em sẽ tìm được độ dài đường sinh bằng 4a, được chưa? Đấy, thế thôi, thì câu này người ta hỏi độ dài đường sinh rồi, ok nhé.
áp dụng công thức vi công thức lượng giác, công thức lượng giác nhá. Rồi câu 9 thì sao nhỉ? Câu 9 các em chọn A anh không chữa nhá. Câu dễ thì anh sẽ không chữa nhá. Áp dụng công thức giải tích thay vào là xong. Tương tự câu 10. Câu 10 chưa làm được á? Vâng ạ. Ừ. Mà làm được câu 10 rồi. Nhá, các em nhìn vào hình nhé, anh sẽ chữa nhá. Chưa làm được thì các em ghi chép đầy đủ vào nhá. À, bắt đầu từ tuần sau nhá, bắt đầu từ tuần sau là chúng ta sẽ thứ ba là bắt đầu là chúng ta sẽ có buổi thi vấn đáp. Đấy, buổi đấy là buổi kết thúc kiến thức. Ừ, và từ tuần sau là 100% chúng ta sẽ phải bật cam nhá, cả anh hay cả các em đều phải bật cam bắt đầu tuần sau. Đấy, thì bắt đầu từ thứ ba tuần sau chúng ta sẽ thi vấn đáp. Sau đó rồi thì chúng ta buổi học nào chúng ta cũng phải bật cam. Anh sẽ chữa câu 10. Thì các em chú ý như sau này. Đề bài là cho khối nón có đỉnh là O. Đây các em nhìn vào hình này. Đúng không? Khối nón có đỉnh là O. Trục là trục OI. Đấy các em nhìn vào hình nhá. Trục trục là cái gì? Trục là đường cao của hình, chính là OI. Mặt phẳng trung trực của OI. Thì các em hiểu thế nào mặt phẳng trung trực? Mặt phẳng trung trực của OI là như nào các em hiểu không nhỉ? Giống như là chúng ta hình dung thực tế thôi. Đây, các em có thể hình dung thực tế như này này. À, giống như các em có một cái bút nhá. Đây, các em có nhìn được cam của anh nhỉ? Có. Đây, các em hình dung là các em có một cái thước kẻ nhá. Thì cái thước kẻ này nó giống như là OI ấy, trong hình ấy các em nhìn này, như OI này. Đúng không? Thì mặt phẳng trung trực là cái mặt phẳng là cái quyển sách của anh này. Đấy, nó đi qua và vuông góc với cái thước kẻ này. Các em hình dung là như vậy nhá. Đây, mặt phẳng trung trực là cái mặt phẳng đi qua và vuông góc với cái thước kẻ này. Ok chưa? Đấy. Đấy thì khi chúng ta hiểu là như vậy thì các em nhìn vào đây này. Cái mặt phẳng trung trực là cái mặt phẳng đi qua trung điểm của OI và vuông góc với OI. Nhá, các em hiểu là như vậy. Đấy thì khi như vậy thì nó sẽ cắt cái mặt phẳng là OM, anh lấy cái điểm này là điểm Q chẳng hạn nhé. Đấy, nó sẽ cắt cái mặt phẳng là cắt cái tam giác là OMQ, được chưa? Đấy thì nó sẽ cắt tại điểm N và điểm P, ví dụ như vậy. Các em hình dung được không? Đấy thì nó sẽ chia thành hai khối nhá. Giống như là các em có một cái nón ấy. Các em có một cái nón đúng không? Các em lấy con dao, các em bổ bổ ngang cái nón ra, bổ chính giữa của cái nón nhưng mà các em được bổ ngang ra. Đây. Hôm nào chúng ta học về tiết diện ấy, đây anh sẽ quay lại cái hình như này. Này. Nó giống hệt như cái hình này này. Đây. Đấy các em nhá, nó giống hệt như cái hình này. Anh copy cái hình này xuống cái kia nhá. Này, nó giống hệt cái hình này. Anh phá đi, không cần cái hình này cũng được. Để thôi, cứ để cái hình này đi. Đây. Các em hình dung được không? Thì cái mặt phẳng mà màu vàng này, màu vàng nhạt này, thì đấy chính là mặt phẳng, là chính là cái mặt phẳng đi qua trung điểm của SI và vuông góc với SI. Đây chính là mặt phẳng trung trực nhá, các em hiểu nhá. Cái mặt phẳng màu vàng này kéo dài ra vô tận thì là mặt phẳng trung trực của SI. Thế thôi. Thì cái mặt phẳng này khi các em cắt ấy, nó sẽ chia hình nón thành hai phần. Một là cái hình nón ở bên trên và một cái hình nón cụt nhá. Cái hình như thế này ở dưới là hình nón cụt. Các em hiểu nào? Chúng ta sẽ chia thành hai phần. Với cái phần bên trên này, đấy phần một ấy là hình nón nhỏ đúng không? Hình nón nhỏ và cái phần hình hai là hình nón cụt nhá. Đấy, cái phần một là hình nón nhỏ và cái phần hai là hình nón cụt. Đấy thì các em hiểu là như vậy, chia khối chóp thành hai phần, không phải là khối khối chóp đâu nhá, chia khối nón các em nhá, chia khối nón. Được chưa? Tỷ số thể tích của hai phần này, tính tỷ số thể tích của hai cái phần này. Đấy, đơn giản như sau này.
Thì anh cũng không, anh không biết là cái thôi được rồi, thì anh sẽ tính như sau này, có phải là V tổng đúng không, anh gọi V của cả cái hình nón này, V của tổng ấy, V nó sẽ bằng 1 phần 3 nhân pi nhân với R bình và nhân với chiều cao H, chiều cao H thì R đây chính là BI. Các em không nhìn vào hình này nhé, các em nhìn vào cái hình bên tay trái của anh ấy, thì R lớn chính là IB và H chính là SI, H chính là SI, H chính là SI. Thì có phải là cái V nón 1 đúng không? V nón 1 là chính là cái thể tích khối nón bên trên ấy là 1 phần 3 nhân pi. Nhưng bây giờ không còn phải là R nữa mà nó là cái đoạn này. Thì cái đoạn này nó chỉ bằng R chia cho 2 thôi. Đúng không? Thì bán kính nó chỉ lại bằng R chia cho 2 và kép bình phương thôi. Nhá, bán kính nó bằng R chia 2 và kép bình phương. Chiều cao H thì chiều cao H nó không phải bằng H nữa mà nó bằng H chia cho 2. Chưa? Cái mình dùng là như vậy. Bán kính đáy bằng R chia cho 2, chiều cao bằng H chia cho 2. Thì thể tích V nón 1. Nhá, các em tính đi bằng bao nhiêu? 1 phần 3 nhân với, chỗ này các em biến đổi ra nó sẽ là R bình chia 4 và các em nhân với 1 phần 2. Thì nó sẽ là 1 phần 3 nhân 1 phần 4 và nhân với 1 phần 2 là 1 phần 20. Và các em cứ để là 1 phần 3 nhé. Nhân với, anh rút gọn này đi, nó sẽ là 1 phần 4 nhé. À 1 phần 8, 1 phần 8. Và các em nhân với πr bình h. Πr bình h, đúng chưa? Đấy. Được chưa? Thì cái πr bình h và các em nhân với 1 phần 3 này, nó chính là V tổng. Hay tóm lại anh xóa cái hình này đi nhá, đấy ok. Được. Đấy, thấy nhá. Các em nhìn được chứ nhỉ? Anh nói tiếp nhá. Đây thì từ đó thì chúng ta hiểu là V nón 1 nữa, đúng không, thể tích của V nón 1 nhá, V nón 1 đấy thì V nón 1 ấy nó sẽ bằng 1 phần 8 và kem nhân V tổng thôi, đúng chưa, 1 phần 8 V tổng thôi nhá, đúng chưa. Thì kem hiểu à, như vậy là cái thể tích V nón ở bên trên ấy nó bằng V tổng chia cho 8 thôi, hay anh ghi đơn giản là bằng V chia cho 8 đúng không. Thì các em hiểu này, V là cả cái phần này mà ở trên là V chia cho 8 thì ở dưới hiển nhiên là sẽ là gì? 7V chia cho 8. Đúng không? Hay các em hiểu ở trên chiếm một phần so với 8 phần thì hiển nhiên ở dưới phải chiếm 7 phần so với 8 phần thì tổng mới bằng 1 mà. Đấy không hề đơn giản này các em hiểu. À như vậy thì V2 nhá, là V dưới, V2 là cái V dưới này. Đúng không? V1 là V trên. Thì nhớ nhá, các em hiểu cái khối dưới là khối nón cụt nhá. Khối trên là khối nón nhưng khối dưới là khối nón nón cụt. Thì V2 nó bằng gì nhỉ? Nó bằng các em lấy V, các em trừ đi V chia 8. Bằng cả khối lớn mà các em trừ đi khối trên. Thì các em trừ đi nó chính bằng 7V chia 8. Đúng chưa? Đấy thì bây giờ người ta hỏi tỷ số thể tích của cái gì? Tỷ số thể tích của hai phần, đúng không? Tỷ số thể tích của hai phần. Thì các em lấy thể tích khối V1 các em chia tỷ số thể tích của khối V2 thôi. Đấy người ta hỏi là như vậy. Đấy các em chia đi nó bằng bao nhiêu? Rồi. Đúng không? Như vậy thì chúng ta hiểu là các em sẽ lấy V1 chia cho V2. Thì V1 là cái gì? V1 là cái khối chúng ta vừa tính ấy, nó là V chia 8. V2 là khối gì? V2 là cái khối mà các em tính ở dưới ấy, nó là 7V chia 8. Thế từ như vậy chúng ta sẽ hiểu là các em lấy máy tính, các em cho V bằng 1 nhé, các em bỏ V đi. Thì tóm lại nó chỉ là 1 phần 7 thôi. Đúng không? Hay là các em ở trên chiếm 1 phần, dưới chỉ
trên chiếm 1 phần thôi, dưới chiếm 7 phần thì tỷ số là 1/7. Thì các em chọn là D. Đấy, các em hiểu cái này chưa? Các em hiểu, các em comment cho anh hiểu nhá, để anh biết được. Nó không có quá khó đâu. Cái này dễ mà nhỉ. Nào các em comment đi xem nào. Hiểu chưa? Anh giảng lại lần nữa được không anh? Ok. Vẫn chưa hiểu à? V1 em tính được không? Cái V tổng ấy là V ở khối nón ấy, là cả cái khối tổng này, cái khối nón ban đầu ấy. Nó bằng 1/3 pi r bình h. Thì chỗ này hiểu chưa? Rồi ạ. Ở dưới V khối nón 1 là cái, thế nào là khối nón 1 là cái khối nón trên này. Các em có thể hình dung được không nhỉ? Khi các em hiểu hình dung, các em có một khối nón, các em lấy con dao các em cắt ra, đúng không? Thì có phải ở cái khối trên là vẫn là cái khối nón không? Tại vì đáy của chúng ta nhỏ đi thôi, nhưng mà nó vẫn là khối nón. Các em hiểu không? Thì chiều cao nó bằng một nửa. Chiều cao nó bằng một nửa so với chiều cao ban đầu. Và bán kính đáy thì cũng bằng một nửa so với bán kính đáy ban đầu. Tại vì đây là đường trung bình ấy. Đây là đường trung bình ấy. Thì cái đoạn bằng một nửa thôi. Đấy thì từ đấy thì chúng ta sẽ có thể tích khối nón 1 bằng 1/3 nhá. Pi thì R bằng R lớn chia cho 2 bằng một nửa mà. Và chiều cao H thì bằng H chia cho 2. Từ đấy các em triệt tiêu đi, các em triệt tiêu đi. Đấy, triệt tiêu đi. Các em biết vì sao anh đưa như này không? Không, để anh xóa đi, anh trình bày lại cái đoạn này. Đây đúng không? Chỗ này các em tự tính nhá, các em không tính được nào, anh không biết đâu. Thì 1/3 để nguyên nhá, 1/3 để nguyên, anh không biến đổi gì. Thì cả câu này anh nhân được là 1/8 nhân pi r bình h. Thì từ đây các em nhận thấy V nón 1 so với V tổng nó bằng bao nhiêu? Đúng không? Thì V nón 1 ấy nó là 1/3 nhân với cái này thì 1/8 nhân với cái cụm này đúng không? 1/3 các em để lên đây. Thì cái này chính là V tổng không? Chính là V tổng. Thì V nón 1 chính bằng 1/8 V tổng. Thì anh đặt cái V tổng nó là V cho dễ nhìn thôi, đúng không? Thì V nón 1 bằng V chia cho 8. Thì các em tìm V2 thì các em hiểu là cái khối V2 là cái khối trải tích ở dưới, ở bên dưới. Đúng không? Thì các em hiểu là các em lấy con dao các em chia, các em cắt ra thì thành chia thành hai phần, phần trên phần dưới. Thì phần dưới bằng bằng cả cái khối này và các em trừ đi cái khối trên. Khối trên là V chia 8 thì các em đặt 7V chia 8. Đấy. Đấy từ đấy các em tính tỷ số thôi. V1 chia V2 chính bằng 1/7. Nhá. Các em hiểu chưa? Rồi ạ, rồi ạ. Rồi đúng không? Các bạn khác như nào nhỉ? Đấy nhá. Câu 11. Từ câu 11 đến câu 20 anh mời Hoài nhá. Xem Hoài chọn gì nhá. Nào, câu 11 đến câu 20. Câu 11 em chọn D ạ. Ừ. Rồi cứ check đi rồi tí anh sẽ check lại nhá. Câu 11 em chọn D à? Hello. Rồi. Câu 12 nhỉ? Câu 12 em chọn gì? Câu 12 em cũng chọn D ạ. Ừ, chọn D. Rồi câu 13 em chọn gì? Câu 13 em chọn A. Ừ, chọn A. Câu 14. Câu 14 em chọn D ạ. Ừ, chọn D, ok. Câu 15. Câu 15 em chọn A. Ừ, câu 16. Câu 16 em chọn C. Rồi, câu 17.
Câu 17. Câu 17 em chọn C ạ. Ừ, câu 18. Câu 18 em chọn B ạ. B, câu 19 và câu 20. Câu 19 em chọn B. Rồi, và câu 20. Câu 20 em chọn A. Rồi, ok, anh cảm ơn Hoài nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chữa để xem là bạn làm đúng chưa, và câu gì là cần phải chữa kỹ, còn nếu câu nào mà dễ thì anh sẽ bỏ qua nhé. Đấy, thì anh sẽ check lại cái phần đáp án này. Rồi, câu 11 nhá, anh xem câu nào khó thì anh sẽ cần chữa thôi, không còn đâu dễ thì anh sẽ bỏ qua. Vậy thì trong không gian cho tam giác ABC vuông tại A, kem nhận này, chú ý này, khi kem đọc là tam giác ABC vuông tại A thì kem hiểu là nó sẽ là hình nón nhận được khi nào, đúng không? Thì hình nón nhận được khi quay tam giác ABC quanh trục AC. À, đúng không? Thì thế nào quanh trục AC? Thì đây, ví dụ như hình này đi, vuông tại A đây. Thì quanh trục AC thì C nó phải nằm đây và B nó phải nằm đây. Đúng không? Các em có hiểu không nhỉ? Đấy nhá. Cái quanh trục gì thì đấy chính là chiều cao của hình. Với A là đáy rồi. Đúng không? A là đáy rồi. Thì chúng ta hiểu là chúng ta điền điền B hay điền C ở đây. Thì vì là quanh trục AC thì hiển nhiên AC là chiều cao mà. Đấy thì các em điền C ở trên và B ở dưới. Thế thôi. Thì bây giờ người ta cho AC bằng 3A đây. Đúng không? Đề bài cho biết AB bằng 4A đây. Và người ta hỏi độ dài đường sinh thì đơn giản quá, đúng không? Pythagore nhá, anh không chữa nữa. Rồi sang câu 10, 12. Câu nào khó thì anh sẽ nhờ Hoài chữa cùng, còn đâu câu nào dễ thì chúng ta cùng chữa nhá. Thì câu 12 đề bài cho là khối nón có bán kính bằng R bằng 2, đúng không? Chỗ này người ta cho bằng 2. Đấy, bằng 2 nhá, tạm thời anh bằng 2. Chiều cao đề bài cho bằng căn 3, căn 3. Tính thể tích của khối nón này thì đơn giản thôi. Thể tích của khối nón bằng 1 phần 3 pi r bình h, đúng không? Pi r bình là diện tích đáy, h là chiều cao. Các em thay vào thôi, r biết, h biết nhá. D. Câu 14 à câu 13. Rồi, cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục. Qua trục hiển nhiên được cái tam giác lớn nhất này. Em hiểu không? Tam giác lớn nhất đấy chính là tiết diện qua trục, nhưng mà thì ta được tiết diện là một tam giác vuông cân. Hay vuông cân chính là tam giác vuông cân tại cái đỉnh S này này. Vuông cân tại đỉnh S này. À, có cạnh huyền bằng A căn 6. Thì kem hiểu là cạnh huyền bằng A căn 6. Câu 13 này Hoài có chọn A không nhỉ? Rồi, A, đúng không? Thì kem chú ý này, đề bài cho cạnh huyền bằng A căn 6 là đề bài cho cái gì bằng A căn 6 nhỉ? Hoài nhỉ? Cho đường kính ạ. Ừ, đúng, chuẩn nhá. Cho đường kính chính là cho BA ấy bằng A căn 6. Từ đấy các em sẽ tìm được bán kính nhá. Đấy, đây là tính bán kính nhá, là AH này, bước đầu tiên. Ok, à, tính thể tích của khối nón này thì khi biết bán kính rồi thì em làm thế nào để tìm chiều cao em nhỉ? Thì h bằng r ạ. Vì sao AH bằng R? Vì Vì sao AH bằng R? vì anh cho như thế. Nói chung là như thế là như thế nào, đúng không? Thầy bảo là anh nào cho ghi như thế là như thế nào, đúng không? Thì các bạn nhớ là à, vì trong tam giác vuông nhá, vì trong tam giác vuông, đúng không? Chỉ cần vuông thôi, không cần cân đâu, thì vuông là nó đã có điều kiện này rồi. Các em chú ý này, trong tam giác vuông ấy thì đường trung tuyến nhá, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng một nửa cạnh ấy, được chưa? Thế vì tam giác vuông cân mà, thì hiển nhiên là đường SA, đường SH là đường cao, đường là đường trung tuyến. Thế là các em nhớ này, đường trung tuyến nhá, chứ không phải đường cao đâu, trong trong tam giác cân, à anh xin lỗi, trong tam giác vuông thì bằng một nửa cạnh huyền nhá, thì bằng 1/2 cạnh huyền. Đấy, các em sẽ tìm được là SH bằng một nửa của AB, thì hiển nhiên SH sẽ bằng với HA và A căn 6 chia cho 2 nhé. Được.
Tính như vậy rồi, các em tự thay vào câu giải thích, các em tính tiếp. Câu 14 thì sao nhỉ? Sao chọn A? Em tính r r bằng a phần 2. Alo, anh nghe thấy không ạ? Đây, em tính nào nhỉ? Em tính bán kính đáy ạ. Ừ, bán kính đáy em tính kiểu gì? Em bằng a phần 2 ạ. Vì sao lại bằng a phần 2 nhỉ? Vì cạnh cạnh đáy là a thì em tính bán kính đáy thì em chia cho 2 ạ. Ừ, nhưng mà lại vì sao lại như thế? Vì sao lại bán kính đáy bằng như thế? Vì cạnh cạnh đáy là bán kính thì bán kính đáy cạnh đáy là đường kính thì Ừ. bán kính đáy thì chia 2 ạ. Ừ, anh hiểu rồi. Đây anh sẽ giải thích cho các bạn nhé. Anh hiểu ý của Hoài rồi. Thì các bạn cũng phải cần phải chú ý, đây là một câu rất là hay nhé. Các bạn hiểu, các bạn cùng đọc đài nhé. Đi thi câu này cũng rất là hay gặp đấy. Nó là câu kiếm điểm 7, 8 ấy, chứ không phải kiếm điểm 6 đâu. Thì cho hình chóp tứ giác đều, các bạn nhớ hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông. Có đáy là hình vuông nhá. Đúng không? Anh nói cái gì các em cần phải nhớ ngay trong đầu là như vậy. Đấy. Có cạnh đáy bằng A. Có cạnh đáy bằng A thì các em hiểu đây là cạnh đáy bằng A này. Tam giác SAB có diện tích bằng A. Cái này chúng ta chưa quan tâm vội. Đúng không? SAB bằng A thì chúng ta chưa quan tâm vội. Thì thể tích của khối nón. Thì thể tích khối nón các em phải ghi ra ngay. Tại vì người ta hỏi cái gì các em ghi ra ngay. Thì thể tích của khối nón hiển nhiên bằng 1 phần 3 pi nhân với R bình nhân H. Đúng không? Đấy thì R là bán kính đáy, H là chiều cao. Đấy thì các em lại tìm là à, R đâu, H đâu? Mình trả lời cho câu hỏi là R đâu, H đâu? Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp. Thể tích của khối nón có đỉnh là S. À đây, khối nón có đỉnh là S đây. Và đường tròn đáy nội tiếp từ giác ABCD. Đấy thì đường tròn đáy nội tiếp là như thế nào? Đấy thì Hoài có thể thích được cái chọn này không? Đường tròn đáy nội tiếp từ giác ABCD. Đây, anh giải thích cho các bạn nhé. Vừa hỏi giải thích rồi nhưng mà nó chưa được dễ hiểu lắm đúng không? Thì các em chú ý như sau này. Thì các em hiểu là đáy của chúng ta nội tiếp trong một đường tròn mà. Thì đường tròn này, à, đáy của chúng ta là gì? Nội tiếp trong cái hình vuông này mà. Đây, các em hiểu này. Đường tròn đáy nội tiếp, đúng không? Thì đường tròn đáy của chúng ta nội tiếp là cái đường tròn tiếp xúc này. Đường tròn nội tiếp mà. Đúng không? Đây là ABCD. Đấy đúng chưa, các em hiểu không nhỉ? Thì đáy của chúng ta là cái đường tròn nội tiếp đấy. Nếu mà anh vẽ chuẩn vào hình nhá, thì là như thế này. Đây, anh sẽ vẽ nó không được đẹp lắm đâu, nhưng chúng ta cứ hình dung là như vậy. Đây. Đấy, đáy chúng ta là một cái đường tròn, nhưng hình vẽ vào đây nó không hẳn là cái đường tròn. Nhưng mà chúng ta hiểu đây sẽ là một cái đường tròn, được chưa? Đấy. Thế thôi. Thì đáy chúng ta sẽ là một cái đường tròn nội tiếp, đúng không nhỉ? Đáy là đường tròn nội tiếp mà. Đúng không? Đường tròn đáy nội tiếp mà. Thì nội phải nằm trong, tiếp xúc, đúng không? Nội là trong và tiếp xúc với các cạnh của cái tứ giác này. Thì nhìn vào đây thì các em hiểu ngay là à, như vậy thì đường kính là chính bằng cạnh của hình vuông, đúng không? Đường kính bằng cạnh của hình vuông thì bán kính bằng cạnh của hình vuông chia cho 2. Nên hàm nên là Hoài làm như vậy là đúng rồi. Đề bài cho cạnh đáy bằng A thì bán kính đáy các em tìm được A chia cho 2. Được chưa? Thì là R các em thế vào đây bằng A chia cho 2. Bây giờ Hoài trả lời tiếp cho anh nhé. Thế chiều cao H em tìm kiểu gì? R thì ok rồi. Chiều cao H em tìm được gì? Chiều cao H đâu? Có phải là SO là chiều cao không? SO là chiều cao không? SO là chiều cao của hình nón không? Đấy. Ừ, thế thì em tìm SO kiểu gì? Em tìm SO kiểu gì? Để ra được chiều cao của nón.
với đề bài cho yếu tố như thế kia. Suy nghĩ xem. Hiển nhiên là chúng ta phải dựa vào tam giác SAB rồi đúng không? Đây, đề bài cho tam giác SAB có diện tích bằng 2A, 2A bình. Nhá. Thì diện tích của tam giác SAB bằng bao nhiêu em nhỉ? Khi anh gọi M nhá, anh lấy M là trung điểm của AB. Thì có phải là SM sẽ vuông góc với AB không? Tại vì SA bằng với SB mà. Đúng chưa? Thì có phải là diện tích của tam giác SAB nó bằng 1 phần 2 SM nhân với AB không? Đúng chưa? Đấy. Này. Diện tích của tam giác SAB nó bằng 2A bình. Nên là diện tích của tam giác SAB đấy nó bằng 1 phần 2 SM nhân với AB. Và bằng 2A bình. Từ đấy thì AB kem thế bằng A vào. Thì kem sẽ tìm được SM nhá. SM kem sẽ tìm được bằng 4A. Được chưa? Đấy thì SM kem tìm được bằng 4A. Ok chưa? SM kem tìm được bằng 4A. Kem dựa tam cái này. Anh hướng dẫn qua như vậy thôi, kem tự đọc tiếp nhá, tự đọc tiếp. Thì SM kem tìm được là như vậy. Thì SM biết, OM biết thì hiển nhiên tìm được SO Pythagore đúng không nhỉ? Kem. Đấy. Thì tiếp theo là kem áp dụng định lý Pythagore. Kem tìm được SO. Thì SO bằng căn của SM bình và trừ đi OM bình mà. Đấy, từ đấy kem tìm được là chiều cao H bằng 3A căn 7 chia cho 2. Chiều cao H biết thì kem thế vào đây nhá, thế vào đây. Thế thôi. Đấy thì anh hướng dẫn như vậy thôi nhá. Để các em tự đọc tiếp. Đấy là câu 14 em chọn A. Rồi câu 15 thì sao nhỉ? Thì sao lại chọn A? Đầu tiên là em tính SA. Ừ, tính SA. Đây chúng ta cùng đọc đề chưa nhá. Đây. Cho hình nón có đỉnh S. Đáy là hình tròn tâm O. Đáy là hình tròn tâm O. Bán kính đáy bằng 3. Bán kính đáy bằng 3. Góc ở đỉnh là góc phi bằng 120 độ. Thì chính là cái góc lớn này các em này, chính là cái góc này. Đấy thì cái góc DSC bằng 120 độ. Được chưa? Cắt hình nón bởi một mặt phẳng qua đỉnh tạo thành tam giác, đây qua đỉnh là cái qua đỉnh S này nhá. Thì tạo thành tam giác SAB, đây tam giác SAB. Đấy thì diện tích của tam giác này. Đúng không? Thì em tính được gì? Không. SO ạ. Em tính góc OS. Ờ, OSC gì? Thì góc OSC bao nhiêu độ? Vâng. Ừ, OSC bao nhiêu độ? Bằng 120 chia 2 là 60 ạ. Ừ, 60 độ rồi. Rồi. Xong thì em tính SO ạ. Ừ, tính SO. Thì SO em tính bao nhiêu? Bằng OC trên tan của OSC ạ. Ừ. Bằng 3 trên tan của 60 độ thì bằng căn 3. Ừ, đấy các em tự kiểm tra nhé. Anh xem SO người tính. Đây, SO người ta tính bằng căn 3. Em có tính ra bằng căn 3 không nhỉ? Căn 3. Ừ, nhớ SO bằng căn 3. Rồi. Thì SO bằng căn 3 rồi thì giờ làm nào để em tính diện tích? Tìm SA. Ừ, SA tìm bằng công thức gì? Pythagore. Ừ, thì SA tìm được bao nhiêu? Bằng 2 căn 3. Ừ, 2 căn 3. Xong tìm SA xong rồi, SA là đường sinh xong rồi, đi giờ làm nào nữa tìm diện tích em nhỉ? Thì tính diện tích của tam giác SAB. Ừ. Thì diện tích của tam giác AB tính như nào? Bằng SA nhân SO trên 4 ạ. À, sao lại SA nhân SO chứ 4 ở đâu đấy? SA bình. À đúng rồi. Là cạnh bình phương đúng không? Diện tích của tam giác đều mà. Thì bằng cạnh bình phương nhân căn mấy chia mấy? Nhân căn 3. Chia 4. Rồi rất tốt nhá. Thì thế SA bằng 2 căn 3 vào đây. Thì bằng 2 căn 3 tất cả bình phương và nhân căn 3 chia cho 4. Thì tóm lại rút gọn bằng bao nhiêu cho em nhỉ? Bằng 3 căn 3. Ừ, ok, bằng 3 căn 3 và chọn A. Rất là tốt nhá. Đấy, các em hiểu câu này chưa? Các em đã hiểu chưa nhỉ? Thế thôi, câu này có không có gì khó lắm đúng không?
Rồi. À, câu 16 sao em nhỉ? Câu 16 nó dễ rồi. Kem, câu 16 kem làm nào? Em tính đường sinh. Ừ. Đề bài cho đường sinh rồi mà. Đường sinh bằng 2 đi rồi. Đúng chưa? Góc ở đỉnh bằng 60 độ là cái góc này Vâng. kem nhá. Rồi. Diện tích xung quanh của hình nó thì diện tích xung quanh công thức gì em nhỉ? Diện tích xung quanh bằng bi nhân r nhân l. Ừ. Thì trong đó là đã biết cái gì rồi? Biết được sinh Ừ, là chưa biết biết nhé. bắn Biết. Ừ rồi, là biết cái này đúng không? Thế giờ em làm nào để em tìm bán kính? em tính r Ừ, tính kiểu gì? Tính ra em tính kiểu gì? r Sao bằng nó? Vì sao giờ bằng nó? vì nó là tam giác đều. Ừ. Tam giác đều giờ giờ là OC mà. Đề bài cho tam giác đều đâu nhỉ? Đề bài không cho nhưng mà vì góc 60 độ là tam giác đều nhưng mà anh đang hỏi là R cơ mà, giờ là cái gì em? Giờ bằng bao nhiêu? Giờ là bán kính đáy đúng không? Bán kính đáy nó bằng OC chứ. Thì OC làm sao bằng N được? Nhá, các em chú ý như sau này. Anh chưa đi chưa lại bao nhiêu lần như câu này rồi còn gì? Khi các em biết góc ở đỉnh bằng 60 độ thì cái góc này bằng 30 độ đúng chưa? Có phải là góc AOC bằng 30 độ không? Mà đề bài cho đường sinh bằng 2 rồi. Thì các em muốn tìm được R, R là đây này. Đúng chưa? OC là R cơ mà. Thì chúng ta sử dụng công thức gì? Sin. Sin của 30 độ bằng đối chia cho huyền. Là R chia cho 2. Vì huyền là đường sinh ấy. Đấy, từ đấy các em tìm được R bằng bằng 2 nhân sin của 30 độ bằng 1. Đúng chưa? Đấy thì các em thay vào là đi cứ gọi là C. Rồi, câu 17. Câu 17 anh không chữa nhá, câu 17 em chọn C, à, từ từ, C hay A, C, C nhá, em sửa cho anh là C nhá. Bán kính đáy biết, diện tích xung quanh biết, đúng không? Thì các em sẽ tìm được R, đúng chưa? À, cho đường kính đáy thì chúng ta sẽ tìm được R. Bằng 6A chia cho 2 bằng 3A. Diện tích xung quanh bằng pi rn. Từ đấy các em thế cũng công thức vào. Các em sẽ tìm được n, tìm được đường sinh. Đúng không? Đường sinh các em tìm được thì các em sẽ tìm được chiều cao h. Chiều cao h các em biết thì các em sẽ tìm được thể tích của khối nón. Thế thôi. Nhá. Anh hướng dẫn như vậy các em tự trình bày tiếp. Câu 18 thì sao nhỉ? Câu 18 em tính bán kính đáy Ừ. ạ. Em tính như nào nhỉ? Thì em lấy đường sinh nhân cho sin 30 độ Ừ, em cứ nói đi. thì bằng 2 phần 2 bằng a. Ừ. Rồi. Như thế thì đã xong chưa? Cho em chưa, em phải tính chiều cao nữa. Ừ rồi. Chiều cao thì bằng đường sinh nhân cho cos của 30 độ Ừ. thì 2a nhân a căn 3 trên 2 Ừ, 2 căn 3 chia 2. 2A căn 3 chia bằng cho 2 á. 2a nhân căn 3 trên 2 Ừ, thì 2 nó 2 triệt tiêu mà nhỉ. thì bằng a căn 3. Ừ, ok, A căn 3 thôi nhé. Rồi. Tiếp theo em. Không thì em tính thể tích Ừ. bằng 1/3 bi l bình nhân h Ừ. bằng căn 3/3. Rồi, ok, tốt nhá. Đấy, thế chỉ cần trình bày như vậy thôi là xong câu này rồi. Tại vì chúng ta biết cái góc ở đỉnh ấy, góc ở đỉnh là góc 2 pi
hai bên tan 60 độ. Đúng không? Đấy thì chính là cái góc này bằng 60 độ. Thì một nửa góc beta sẽ bằng 30 độ. Nhớ các em chú ý đừng đừng có hiểu là cái góc ở đỉnh là cái beta nhé, không phải đâu. Cái góc ở đỉnh là cả cái góc hai beta và hai beta bằng 60 độ. Đấy, từ đấy thì cái góc còn lại bằng 30 độ đúng không? Một nửa thì góc beta này bằng 30 độ. Thì 30 độ thì chúng ta sẽ sử dụng công thức lượng giác. Sin bằng đối cho huyền, từ đấy các em sẽ tìm được OA. Tương tự các em sử dụng công thức cos, các em tìm được SO, tìm được R và tìm được H rồi là các em tìm được thể tích. Rồi. Câu 20 xem nhỉ? À, câu 19. Câu 18. À, câu 18 anh vừa chữa mà. Đây là câu 19. Vâng, giờ đến câu 19. Ừ, rồi đúng rồi. Thì câu 19 là nào? Nào? Đầu tiên em tính chiều cao. Ừ, chiều cao em tính như nào? Chiều cao thì lấy cạnh chia chiều cao bằng a căn 3 trên 2. Ừ. Cứ nói tiếp đi, em cứ nói đi, nói hết cách nào một câu đi. Không thì em tính r. Ừ. Thì bằng a phần 2. Xong tính thể tích ạ. Ừ. Thì bằng 1 phần 3 b r bình nhân h. Thì bằng ở b a 3 trên căn 3 trên 24. Đọc pi nhân a mũ 3 căn 3 trên 24 nhé. Không phải a 3 nhé. Ok. Rồi, đúng rồi đấy. Thì chúng ta chú ý như sau nhé. Đấy, cách làm của Hoài là đúng rồi. Thì bước 1, em hiểu này. Đây, cắt một hình nón bằng một mặt phẳng qua trục được tiết diện là tam giác đều. À, tiết diện là tam giác đều cạnh bằng A. Thì tiết diện là tam giác SAB là tam giác đều cạnh bằng A nhé. Cạnh bằng A. Ok, cạnh bằng A. Rồi, đấy như vậy. Chúng ta biết là tiết diện tam giác đều cạnh bằng A rồi thì hiển nhiên là chiều cao. Thì công thức chiều cao trong tam giác đều ấy là bằng cạnh căn 3 chia cho 2. Đúng không? Đấy. Chiều cao cho nó đều bằng cạnh căn 3 chia cho 2. Thế là h là các em biết rồi. Thì đường độ dài bán kính đáy thì nó bằng OA, thì nó bằng a chia cho 2 thôi. Từ đấy các em áp dụng vào công thức thể tích là các em ra đáp án là B. Nhá. Rồi. Câu 20 sao em nhỉ? Những câu dưới thì nó câu 20 làm sai. Câu 20 làm sai. Là câu 20 ở đây làm sai hả? Em chưa bình cái r lên ạ. À, có nghĩa là em chọn sai gì? Không sao, đi rồi em chữa đi. Ừ, ok. Rồi, câu 20 phải là D nhá. Rồi như giờ chúng ta chữa đi. Nào. Công thức tính thể tích là b nhân r bình nhân h. Câu 20 mà, liên quan gì thể tích đâu. À, dụng thức xung quanh bằng b nhân r nhân l. Ừ, thì bằng b a bình nhân 4. 4 ở đâu đấy? Thì bằng 15. Chiều cao bằng 4 đấy ạ. Sai rồi, sao lại đề bài câu 20 là như thế này mà. Ừ. Em chú ý lại câu 20 xem. Vậy em đọc chỗ này là nhân 4 đấy, không biết là em đọc nhầm hay là như nào. Đây em nhìn này, em chưa tính l ạ. Ừ đúng rồi, chưa tính n thì làm sao mà tính được diện tích xung quanh. Thì tại vì diện tích xung quanh nó bằng pi nhân r và nhân với n đúng không? Nhân với n đúng không? Thì với n đây ấy, với n đây là bằng căn của r bình cộng h bình. Đó. Thì các em áp dụng Pythagore mà, đề bài mới cho r và cho h thôi. Câu này không khó đâu nhá. Rồi anh cảm ơn Hoài nhá. Đấy. Từ câu 21 trở đi anh mời Trang nào. Trang chữa cho anh từ câu 21 đến câu 30. 21 Trang chọn gì nhỉ? Trang đâu? Em đây ạ. Ừ. 21D ạ. Ừ, 21D nhá. Cứ check đi rồi tí nữa chúng ta sẽ chữa. 22A. Ừ.
Rồi. 23A. Rồi. 24A. Các em cùng check nhé, tí xem kết quả của bạn có trùng với kết quả anh giải không nhé. Rồi 25 sao nhỉ? 25A. 26. 26C. 27. 27C. Rồi 28. 28A. Rồi 29. 29D. Làm được con này à? Rồi 30. Dạ. Tí nữa chữa nhá. Rồi cứ chữa dần. 30. 30A. Ừ, ok. Đấy thì hôm nay chúng ta chữa ít nhất là mỗi bạn sẽ được một lượt nhá, tại vì chúng ta có 4-5 câu mà, ít nhất là 4-5 câu. Đấy, rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái phần khối trụ. Chúng ta làm được như vậy, thế này là cái phần nón trụ cầu là các em đã làm được gần như là tối đa đấy, gần như là hết tất cả những câu trong đề thi đấy. Đấy, anh đang nói về hết tất cả những câu về nón trụ cầu nhá, chứ không phải là tất cả các câu có trong đề thi đâu. Đấy thì nào, bắt đầu chữa cho anh từ câu 21 nào. Trang nào. Bây giờ nhá, coi như là em tự giải một câu, em nói cho các bạn xem em giải như thế nào nhá. Rồi anh sẽ chữa lại. Em giải đi. Thì vấn đáp anh cũng hỏi như vậy thôi. Đấy, câu 21 em chọn như vậy vì sao? Trang đâu nhỉ? Em đây. Ừ, trang đây đi. Cứ nói đi. Dạ anh, công thức x tan phần là x xung quanh cộng x đáy. Ừ. Thì em có x xung quanh bằng pi nhân r nhân l. Rồi. Bằng 15 pi cộng thêm x đáy là pi nhân r bình. Rồi. Thì ra bằng 24 ạ. À. 24 pi. Ừ. Chỉ cần đọc với công thức ở dưới này cũng chẳng có cái gì khác đúng không? Như đọc đọc văn thôi. Áp dụng công thức tính diện tích toàn phần của hình nón, em có diện tích toàn phần bằng pi r l cộng với pi r bình nhân thay số vào và kết quả bằng 24 pi. Thế là xong đúng không? Câu này là câu dễ thì thôi anh cho nhìn vào đây đọc nhé. Các em cũng phải để chú ý như vậy. Có thì chúng ta cứ tận dụng thôi đúng không? Rồi câu 22 sao em nhỉ? Đây hình đây, anh cho hình đây. Em nói cách nào của em đi, như vừa nãy. Đấy anh sẽ chữa. Dạ, diện tích xung quanh bằng pi nhân r nhân l. Ừ. Có pi và có l rồi, em áp dụng định lý Pythagore để tính. À khoan, từ từ em nhập. Nào nghiêm túc nhá. À, hai bạn ngồi bên cạnh không có trêu đùa gì nhá, thế nên nghiêm túc trả lời nào. Rồi, em nói tiếp đi. Rồi. X xung quanh bằng pi nhân r nhân l bằng bao nhiêu? Bằng 5a nhân 2a. Ừ, cái này có thế thôi mà. Đúng không? Vâng. Thì r đó em tính kiểu gì? R chỉ bằng đường kính chia cho 2 gì? Vâng. R bằng 5a hay gì? Thế thôi, vâng. Cái này chỉ như vậy thôi, không có gì đâu đúng không? Rồi, câu 23 nào. Nào em trả lời xem nào. Câu 23 em làm nào. À, nhưng mà câu 23 anh giải rồi, anh vẫn cho cách là phải. Câu 23 anh giải sẵn rồi mà. Câu 23 mà. Thì đấy em cứ dựa vào này giải em nói thôi. Anh đã phát cái hình nhá. Nó còn đẹp lắm, tại vì nó trong phần gốt này nó vẽ sẽ xấu hơn trong cái phần kia. Đây. À, không không đúng rồi, nhưng mà thôi. Em coi như hai cạnh bằng nhau đi. Rồi. Cho hình nón có chiều cao bằng 3. Em trả lời cho anh nào, góc giữa trục của đường sinh là góc nào ở đây? Là góc HSB à? Đúng rồi, góc này bao nhiêu độ?
60 độ. Ừ. Thì em đọc cho anh công thức giải tích của khối nón này không bao nhiêu? Bằng 1/3 pi nhân r bình nhân h. Rồi đi là trong đây có cái gì biết, cái gì chưa biết thì đi tính cái đấy. Đúng không? Cái gì biết, cái gì chưa biết. Còn r anh. Ừ. Còn r chưa biết thì bằng xin giờ tính như nào? Đúng không? Nói nhanh nhá. Nào, giờ tính như nào đây? Đây r đây. R bằng tan 6 xin được thế cứ xin kế tan thời kế tan 60 độ bằng HV trên 3. Ừ. Tan 60 độ bằng R đúng không? Bán kính đáy và chia cho tan đoàn kết đối chia cho kề chia cho 3. Từ đấy R bao nhiêu? Bằng 3 căn 3. Ừ, 3 căn 3. Rồi R biết em thấy vào đây. H thì bài cho sẵn bằng 3 rồi. Em thấy bằng 3 vào đây. Nhớ thì kết quả là bằng A. Rồi, câu 23, câu 24 thì sao nhỉ? 24 em làm nào? Đấy, câu 24 là một câu rất là hay nhá. 24, vừa nãy có chọn như vậy không? Câu 24, chọn A. Thế vì sao em chọn A câu 24? Chọn được thì phải khả năng phải làm được chứ. Vẽ cho em cái hình ra được không anh? Ừ, đây anh sẽ vẽ phát nhá. Một hình tứ diện đều cạnh bằng A có đỉnh trùng với đỉnh của hình nón tròn xoay, còn ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy. Đây. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Anh không bấm được vào đây. Đâu? Ta không bấm được vào đây. Em đợi anh tí nhá. Anh không bấm được vào đây. Rồi. Em nào. Anh vẽ khác họ cái hình nhá. Một hình tứ diện như thế này. Đúng không? Có một đỉnh trùng với đỉnh của hình nón và còn ba đỉnh còn lại nằm trên đường tròn đáy của hình nón. Thì các em hiểu thế nào? Đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp đáy, các em hiểu không? Đấy thì đáy này, đáy là hình gì? Đây, đường tròn ngoại tiếp đáy nó sẽ có lấy trọng tâm G, thì trọng tâm G chính là tâm của đường tròn ngoại tiếp đáy. Các em có hình dung được cái hình này không? Đấy. Đó. Sau đó các em lấy chiều cao là được. Thì chúng ta sẽ được cái hình chóp tứ diện và cũng đồng thời này hình nón. Nhá. Đấy các em có hình dung được không? Cái đường này phải là đường nét đứt thì chúng ta mới dễ hiểu. Đây đấy, sửa lại. Đây. Được chưa? Đây, các em lấy cho anh cái đường này này. Đấy, thì đây được chính là đường tròn ngoại tiếp này. Cái đường này nét đứt nhá. Đấy. S A B C D. Các em có hình dung được không? Thì chúng ta có cái đường tròn đáy ấy, thì cái đường tròn đáy sẽ là đường tròn đi qua ba đỉnh ABC. Nhá. Thế thì bán kính của đường tròn đáy chính là GA, GB, GC. Chưa? Tại vì ba cái cạnh này bằng nhau mà. Đúng không? Đấy thì điểm G là tâm của đường tròn đáy. Thế thôi. Thì bán kính đáy chúng ta cần tìm chính là GA hoặc GB hoặc là GC. Thế thì là con này em làm nào nhỉ? Trang nhỉ?
Dạ có. Đường sinh là SC bằng A. Rồi, đúng rồi. Còn R bán kính bằng GC bằng 2 phần 3 của gọi là CH đi anh. Ừ, ok, CH đi cũng được. Bằng 2 phần 3 CH, đúng không? CH em tính như nào? CH bằng A căn 3 trên 2. Ừ, CH là đường cao cho nên bắt đầu bằng A căn 3 chia cho 2. Đấy, từ đấy các em hiểu đây này. Thì R ở đây chính là CG ấy, đúng không? CG là bán kính đáy, là R đấy. Đấy, thì R sẽ bằng 2 phần 3 của CH, đúng chưa? Thì CH thì nó vừa tính được vào đây. Thì các em thấy bài, các em sẽ tìm được bán kính đáy của đường tròn, bán kính đáy nó bằng A căn 3 chia 3. Xong rồi đến đây các em tự thế vào nhé. À, xong cái bài này thôi. Thì diện tích xung quanh bằng pi giờ l, thì r vừa tính được, l để bài cho sẵn bằng a, thì kem kết quả cuối cùng bằng a. Rồi câu 25 thì sao nhỉ? Bạn nào chưa làm được kem vẽ cái hình này vào nhá. Câu 25 thì sao? Em hiểu thế nào câu 25? Đấy, tam giác ABC vuông tại B có AB bằng A, BC bằng A, đúng không? Đây như này này. Vuông tại B nhá. Đề bài cho B này, khi quay hình tam giác đó xung quanh đường tròn AB, xung quanh đường thẳng AB. Thì đây AB đây, đúng không? Kiểu kem quay một vòng nhá. Đấy, quay một vòng chính là quay 360 độ đấy. Đúng không? Các em quay một vòng thì các em sẽ được một vòng bằng 360 độ đấy. Thế đâu có cái gì đâu. Đấy. Nhá, các em hiểu là như vậy. Đấy, quay một vòng. Thể tích của khối nón này, cái con này dễ nhá, anh sẽ không chữa nữa. Đấy, các em biết hình là như vậy rồi, để bài cho cái này bằng 3, cái này bằng A rồi. Đúng không? Tự làm nhá. Thế thay vào thôi. Câu 26 sao? Diện tích xung quanh của hình tròn xoay ngoại tiếp tứ diện đều cạnh A bằng. Thì các em nhớ nhé, câu 26 này nó giống hệt như câu 24. Nhưng giống hệt câu 24. Đấy thì đều là, các em hiểu như sao này? Diện tích xung quanh của hình nón nhá, hình nón nhá, tròn xoay nhá, ngoại tiếp tứ diện đều là như thế nào? Đây, các em nhìn hình nón này. Đây hình nón này ấy, thì hình nón này ngoại tiếp tứ diện đều. Vì sao? Vì tứ diện đều này nằm trong hình nón này. Tại vì các em nhớ này, ngoại tiếp có nghĩa là cái đường tròn đáy ấy, là đường tròn ngoại tiếp của đáy, đúng nhỉ? Cái đường tròn đáy của hình nón ấy là đường tròn ngoại tiếp của cái tam giác đáy thôi. Thì khối chóp đấy nó sẽ là khối chóp nội tiếp của hình nón, và hình nón là hình tròn, hình nón ngoại tiếp nhá. Nên là câu 24 và câu 26 giống nhau, anh sẽ không chữa nữa. Câu 27 sao nhỉ? Đây. Cho hình chóp đều SABC có cạnh đáy bằng A. Ok, cạnh đáy bằng A. Góc giữa mặt bên và cạnh đáy bằng 30 độ. Thì chính là góc SMA này, 30 độ này. Nhá. Góc giữa mặt bên và đáy mà. Thể tích của khối nón có đỉnh là S và có đáy là hình tròn. Câu này thì nó lại giống hệt những câu trên. Chúng ta sẽ có đáy như này, đúng không? Đáy ngoại tiếp. Các em hiểu là như vậy. Thì bán kính đáy chính là OA, OBOC, đúng không? Bán kính đáy chính là OA, OBOC. Nhớ OA, OBOC. Đấy, ba cạnh này là bán kính đáy. Đấy thì câu này Trang làm như nào nhỉ? Trang đâu rồi?
Trang đâu nhỉ? Câu này 27 làm nào Trang nhỉ? Ôi, nãy giờ anh gọi em à? Ừ. Vâng. Các em hiểu nhá. Thể tích của khối nón cần tìm ấy thì khối nón của chúng ta này có đáy là đường, đáy là đường tròn ngoại tiếp mà, nhớ. Đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Đúng không? Tại vì đáy của hình nón là hình tròn thì hình tròn đấy là hình tròn ngoại tiếp của tam giác ABC. Thì thể tích nó sẽ bằng 1/3 nhân bán kính đáy. Bán kính đáy chính là OA hoặc là OB hoặc là OC. Anh thì anh gọi là OA đi. Chưa? P R bình nhân với chìa khóa H thì chìa khóa H chính là SO. Đấy. Được chưa? Thầy các em ghi công thức này vào lần sau các em áp dụng công thức này cho dễ hiểu. Thì bây giờ Trang tính cho anh OA và tính cho anh SO. Tính được OA và tính được SO thì coi như xong câu này. Em tính đi. Tính nào? OA bằng 2/3 AM. Ừ. OA bằng 2/3 AM. Mà AM bằng bao nhiêu? AM bằng A căn 3 trên 2 ạ. Rồi thì tóm lại nó bằng A căn 3 trên mấy? Trên 3. Ừ. Thế OA xong rồi, đi rồi em tính SO đi. SO em tính nhỉ ở đây? SO này em tính nhỉ? Khi em đã biết góc này 30 độ rồi thì làm nào để em tìm được SO? Khi em đã biết là cái góc SMO bằng 30 độ rồi thì làm nào để tính SO đây? OM em có tính được không? OM bằng bao nhiêu? OM bằng 1/3 AM. Ừ, thì OM bằng bao nhiêu? A căn 3 trên 2 nhân 1/3. Bằng A căn 3 chia mấy? 6 ạ. Đúng không? Yeah. Đấy thì OM bằng A căn 3 chia 6 đi. Đi là làm nào để tính SO đây? Công thức gì? Tan. Anh ra đồng cướp ạ. Tan, tan bằng gì chia gì? Tan đối kể. Ừ, thế thôi, thay vào là xong nhá. Đấy, thì đến đây chúng ta áp dụng, kem ghi lần lượt nhá, kem ghi đến đây rồi, kem ghi tiếp này, anh ghi lên để mình hết, đấy rồi. Thì tan của 60 độ, tan của 30 độ chứ nhỉ. Thì tan của 30 độ bằng đối, đối này SO cần tìm, và kem chia cho gì? Chia cho kè, thế này chia cho OM. Thì từ đây kem tìm được SO nhá. SO kem tìm được. SO tìm được. Đấy, SO kem tìm được. Tại vì OM kem vừa tính xong mà. Nào, các em nhớ này. OM là các em tìm được ở trên vừa nãy rồi đúng không? Khi ra các em tìm SO thì các em thấy ở đây các em tìm SO cho anh thôi. Nhớ thì SO chúng ta sẽ tìm được và kết quả cuối cùng là bằng A chia 2, SO bằng A chia cho 2. Em thấy vào đây. Đúng không? Thì A chia cho 2 thì tóm lại kết quả là C. Và nhớ đi thi nó nếu mà khó chỉ rơi vào những câu kiểu này thôi. Nên là chúng ta phải nắm được. Rồi, câu 28 thì sao nhỉ? Câu 28 thì các em làm như nào? Trang làm được chưa? Câu này em nghe con Huyền anh ạ. Ừ. Thế thì Huyền làm nào? Đầu tiên em tính góc A là bằng 180 trừ đi góc B trừ đi góc C ạ, bằng 105 độ. Ừ, là cái góc A này bằng 105 độ. Rồi. Vâng. Thì xong thì em áp dụng định lý sin trong tam giác thường ạ. Là BC trên sin A sẽ bằng AB trên sin C để em tính BC ạ. Rồi, tính được BC. Thì em tính ra BC sẽ bằng AB nhân sin của 105 độ trên 30 độ bằng 1 cộng căn 3 trên 2 ạ.
Nói cứ nói đi, em cứ nói đi. Xong chị ạ, em nhìn hình thì em có là OA bằng với OB bằng 1/2 ạ. Ừ. Thì em sẽ có thể tích của khối tròn xoay là bằng V tổng sẽ bằng V1 cộng V2 ạ. Ừ, thì kết quả cuối cùng thì bằng như thế kia. Vâng. Nhưng mà các bạn có hiểu gì không? Không ạ. Không đúng không? Vì sao không thì anh cũng hiểu vì sao không thôi. Đây là đơn giản như sau này. Cho tam giác ABC nhé, cái này chúng ta chưa quan tâm vội. Tại vì chúng ta phải hiểu là cái hình nón là cái hình gì. Đúng không em? Thì tam giác là cái hình gì? Đây này. Quay tam giác quanh cạnh BC nhá. Đấy thì ta được một khối tròn xoay có thể tích. Thì các em hiểu này, cái tam giác ABC là tam giác bất kỳ, chúng ta không biết là tam giác cân hay tam giác gì đúng không? Thì vào cho tam giác cân không? Đúng không? Chúng ta không biết cái tam giác này là tam giác gì cả, nó không cân, không đều, không vuông gì cả. Chúng ta chưa biết nó là tam giác gì. Nhưng chúng ta hiểu là à khi BC nó là tam giác này chúng ta quay một vòng. Các em hiểu nhá, các em lấy cái tam giác này, các em lấy tay các em quay một vòng một xem thì nó sẽ tạo thành hình gì? Nó sẽ tạo hình gì? Khi các em quay một vòng. Tam giác vuông anh ạ. À, anh chưa quan tâm là tam giác gì cả nhưng mà anh đang bảo là khi các em quay một vòng như thế này thì nó sẽ tạo thành một cái hình gì? Hình thoi. Sao mình hình thoi? Quay mà hình thoi được á? Khi kem quay một vòng mà giống hình bát diện đều anh ạ. Sao hình bát diện đều? Kem biết cái trụ không? À kem biết cái gì nhỉ? Cái gì mà kem hay chơi nhỉ? À cái vụ ấy. Nhưng mà trên này người ta không gọi là cái vụ đâu. Giống như là chúng ta có hai hình nón kem gộp vào nhau ấy. Kem mình vuông được chưa? Rồi ạ. Ừ. Đây chào đã. Đúng chưa? Giống như là chúng ta sẽ có hai cái hình nón chúng ta gộp lại với nhau ấy. Thế thôi. Tại vì kem hiểu nhá, cái điểm A này. Khi anh lấy BC cố định, anh lấy điểm A anh quay một vòng đúng không? Anh quay theo cái tam giác ABC này quanh một vòng. Đấy khi anh quay một vòng như thế ấy, anh sẽ hiểu điểm A nó sẽ cứ dần dần nó tích tiến theo cái đường tròn này, thì chúng ta sẽ được hai cái hình nón trên và dưới gộp lại với nhau và nó có chung đáy. Các em hiểu không nhỉ? Đấy. Chúng ta sẽ được hai cái hình nón gộp lại với nhau và có chung đáy. Thế đó. Đấy thì bây giờ chúng ta đang cần tính giải tích của tổng hai khối nón này. Hiểu không các em? Đấy. Thì anh gọi đây khối này có nón V1 nhá, đây là 1 và ở dưới là khối nón V2 nhá. Thế thì Huyền có làm theo cái công thức này không? Dạ. Huyền làm nào? Huyền. Dạ anh. Ừ, em làm như nào? Làm gì anh? Thế vừa em tính ấy, thì em có bảo gì với anh là khối nón đi đâu. Em chỉ có nói như em nói vừa nãy thôi. Thì làm sao các bạn hiểu được? Đúng không? Nói lại từ đầu anh. Ừ, nói lại từ đầu đi. Đầu tiên là em sẽ có góc A em tính được là bằng 105 độ. Thì là anh hỏi cho được rồi, để anh hỏi theo cho các bạn để các bạn cùng hiểu nhá. Đầu tiên này, khi quay như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì? Khi quay như cái anh vừa quay thì chúng ta sẽ được cái gì? Em nói từ dưới lên trên ấy, sau đó đi lên ấy, thì các bạn mới hiểu được. Em hiểu ý anh đang hỏi không? Ý dạ. Anh có hiểu không? Có. Ừ, là như nào? Ý là anh hỏi nè. Ừ, thế em trả lời cho anh là cái khối tròn xoay là những khối nào và thể tích của khối tròn xoay được tính như thế nào?
Là hai khối nón cộng lại ạ. Ừ đấy, ban đầu em phải nói như vậy thì các bạn mới hiểu được. Thì thể tích khối tròn xoay chính là thể tích của khối nón V1 đi, em nhìn hiểu không? Đây là V1. Vâng. Và cộng với thể tích khối nón V2. Đấy, bây giờ Vâng. em đi tính V1, V2 như thế nào thì em mới trình bày cụ thể vào. V1 của em là sẽ bằng 1 phần 3 pi nhân R bình nhân BO ạ. 1 phần 3 nhân pi nhân R bình. R bình R là cái gì? Là O nhá. bình. O, Ừ, OA bình. Và nhân với BO ạ. BO, ok. V2 em tính như nào? V2 là 1 phần 3 nhân pi nhân OA nhân với OA. BC ạ. Ừ, ok. OA bình nhân với B nhân với OC. Rồi đấy. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây, chúng ta hiểu là phải tính OA, BO và OC. Hiểu là phải tính được OA, BO và OC, thì là em tính như thế nào là xong. Đấy, em tính như thế nào? Đầu tiên là em tính góc A sẽ bằng 180 độ trừ góc B và trừ góc C ạ. Ừ, tại vì tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 100, bằng 80 độ 180 ạ. độ. Thế nên là như thế chúng ta sẽ tìm được cái góc A này. Thì góc A em tìm được bao nhiêu độ? 100. Bằng 105 độ ạ. Rồi. Ra xong rồi, giờ tính nhà nữa. Xong thì em phải tính em tính BC ạ. Ừ, tính BC kiểu gì? Tính BC dựa theo định lý sin trong tam giác thường ạ. Ừ, xin cho nó thường công thức là gì? BC trên góc A sẽ bằng AB trên BC trên sin của góc A sẽ bằng AB trên sin của góc C ạ. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ tìm được BC. Đúng không? Đây, các em có thể nhìn vào đây này. Nếu bạn nói đâu thì các em cũng ghi chép vào đến đấy nhá. Đầu tiên là các em sẽ tìm được góc BAC bằng 155 độ. Theo định lý sin, cái này anh không nhắc lại đâu nhá. Các em tự nhớ lại định lý sin như thế nào, không thì các em tra trên mạng để các em học lại. Thì chúng ta sẽ có là cái BC này thì sẽ chia cho sin của góc đối, là sin của góc A. Trên sin của góc A ấy, thì chính bằng AB, đề bài cho AB mà. Đề bài cho AB bằng căn 2 chia 2. Đấy. Thì chính bằng AB chia sin của góc C, thì góc C các em đã biết rồi. Thế từ đấy thì các em sẽ tìm được BC đúng không Huyền? Vâng anh. Ừ, thì các em thay số ở đây các em được BC. Thì được BC xong rồi, bây giờ làm nào nữa em nhỉ? Em tính BO ạ. Ừ, tính BO kiểu gì? Tính BO kiểu gì? Chúng ta mới biết BC thì tìm BO kiểu gì nào? BO tính ở gì em nhỉ? BO tính ở gì? Đâu rồi? Này tắt mic à? BO bằng 1 phần 2 BC đúng không anh? Sao BO 1 phần 2 BC được? Nào, sao BO 1 phần 2 BC được em nhỉ? BO em tính kiểu gì, đơn giản mà. Khi các em đã biết cái góc ABO bằng 45 độ rồi thì chúng ta sử dụng công thức gì để tính BO đây? À, tan ạ. Tan làm sao mà tính được? À không ạ. Xin ạ. Xin Em á? sử dụng. Vâng ạ. Ta tính xin. Đối BO trên mà. B em tính O ạ. À.
Ừ, đấy thì bây giờ chúng ta đi tính OA, D, tính OA, tính BO, tính OC thì chúng ta dựa vào cái Vâng. sin Tính đúng không? O là dùng sin, còn tính BO là dùng cốt ạ. Ừ, thì sin của 45 độ đúng không? Vâng. Bằng đối chia cho huyền bằng OA chia cho huyền là căn 2 chia cho 2 nhá. Vâng. Từ đấy các em rút ra các em tìm được OA bằng bao nhiêu? Ờ, một OA phần bao hai nhiêu? ạ. Ờ, các em nhân chéo lên đúng không? Sin 45 độ bao nhiêu các em tự bấm. Thì nó còn 1 phần 2 đúng không? Vâng. Nó tương tự. OA biết rồi. Các em có thể Pythagore để các em ra được OB cũng được. Không, chúng ta sử dụng công thức cốt. Đấy thì OB bằng bao nhiêu? OB cũng bằng 1 phần 2 ạ. Ừ. Đấy thì chúng ta sẽ tìm được OB bằng 1 phần 2. OB biết rồi thì các em có tìm được OC không? OC bằng bao nhiêu? Thì các em lấy BC các em trừ đi OC cho OB cho anh đúng không? Tại vì chúng ta có OC cộng với OB chính bằng BC. Thì các em lấy BC các em trừ đi OC thì các em sẽ ra được. Các em trừ đi BO thì chúng ta sẽ ra được CO nhá. Đấy thì OC các em sẽ tìm được nó bằng căn 3 chia cho 2. Ok. Là phải thế không nhỉ? CO, CO nó bằng bao nhiêu? Đấy. Thì khi các em tính được như vậy rồi đúng không? Đúng Đúng không? rồi. Thì các em đã biết được là OA rồi, OB, OC rồi. Nhá. Thì các em thế vào V1, V2. Sau đó các em thế vào V1, V2 xong rồi. Chúng ta sẽ tìm được V tổng quát. Là V, V tròn xoay ấy. Nhá. V cần tìm ấy. Thì các em chọn đáp án là A. Câu này cũng là một câu khó đấy, không có dễ đâu. Nhưng mà các em cứ làm từng bước một ra nhé. Câu 29 thì sao nhỉ? Anh xin D anh. Ừ, làm được không? Anh Đánh nào. vẽ hình đi anh. Đây. Nhá. S. AB. Các bán kính đáy của một hình nón cụt đúng không? Một hình nón cụt. Đây hình nón cụt. Hình nón cụt là hình như thế nào thì các em cũng biết rồi. Anh vừa hướng dẫn cho chúng ta rồi đúng không? Hình nón cụt là cái hình nón mà chúng ta hiểu là các em lấy ra các em cắt ấy, cắt ra ấy thì các em vất cái đỉnh nó đi thì nó chỉ còn cái phần dưới thôi. Thì cái phần dưới này người ta gọi là hình nón cụt các em nhé. Đấy cái phần mà anh nối từ trên đến dưới ấy, thì người ta cái hình này là hình nón cụt. Còn đâu khi các em cắt thì các em vất cái nón khối chót à, khối khối nón ở trên đi ấy, thì chúng ta sẽ được cái hình nón cụt. Thế thôi. Đấy thì các bán kính đáy của một hình nón cụt lần lần là x chính là cái đoạn bằng x này. Và 3x, 3x là cái đoạn này này. Đúng không? Đường sinh là 2 và 9 9x. Đúng không? Đường sinh là 2,9x à? Hay là gì đấy? 2,9x anh ạ. Ờ, thì đường sinh là cái đường này các em này, đường sinh là cái đường này. Thì nó bằng 2,9x. Rồi, bây giờ em làm nào để em tìm thể tích của khối nón cụt? Em không làm giống cái bước giải ở trong anh mà Ừ nhé, trong em giải đi. phần anh mà em dùng công thức tính thể tích của nón nón cụt nuôi anh ạ. Ừ, em tra ở trên mạng cái gì? Thì giải tích khối nón cụt Vâng bằng gì? ạ. Là pi nhân h trên 3 nhân với mở ngoặc r lớn bình cộng r nhỏ bình nhận cộng với r lớn nhân r nhỏ ạ. Ừ. Đúng không thế này chưa? Hơi khó nhìn một tí. Rồi anh. Ừ đấy nhá, các em có thể ghi công thức này vào nó cũng dễ dễ nhớ thôi. Thì công thức Thế này là là nó r đấy anh. cái gì nhỉ? Thế là nó lại nhiều r đấy anh. Ừ thì Thì nó có hai hai đường tròn mà. nó có hai đường tròn mà thì phải có hai giờ đúng không? Đây anh ghi lại công thức cho. Tại vì thật ra nó có hai đáy mà. Hình nón cụt ấy, các em hiểu là trên nó sẽ là một đáy là hình tròn, dưới cũng là một hình tròn. Các em hiểu không? Thì nó phải có hai r. Thế thôi. Đây anh sẽ ghi lại công thức để các em ghi lại nhé. Công thức này là trong cái quyển sách anh chưa phát cho các em cái quyển sách ấy nhỉ? Các em có gặp anh được không nhỉ?
À mà gặp anh thì phải tuần sau mới gặp được. Thì trong tuần sau nếu mà gặp được nhá, anh sẽ phát cho các em một là quyển sách. Quyển sách này là quyển sách mà nó gồm toàn bộ những công thức toán để các môn thi. Đấy, quyển sách này là quyển sách mà nó gồm toàn bộ những công thức toán để các môn thi. Và anh sẽ phát thêm cho Nam một quyển nữa là quyển số 2 là toàn bộ kiến thức của học kỳ 1 nhé. Toàn bộ kiến thức bài tập trắc nghiệm của học kỳ 1 để các luyện tập. Đấy thì trong tuần sau anh sẽ phát nhé. Anh Anh ơi, sẽ... ơi. cái quyển một nó có vừa túi không anh? Nó sẽ vừa anh hiểu mà nó sẽ bằng cái quyển đấy anh in nó sẽ là A5 khổ giấy A5 nhé. Nào, các em ghi cho anh công thức này vào đi. À, thể tích của khối nón cụt đấy bằng này pi nhá nhân với chiều cao chia cho 3. Chiều cao chính là chiều cao h này các em này. Đấy. Và các em nhân với r lớn cộng r nhỏ bình và cộng với r lớn nhân với r nhỏ. Thấy không? Các em ghi công thức này vào. Thế giờ anh hỏi Huyền này. H bằng bao nhiêu em nhỉ? H bằng bao nhiêu? H bằng bao nhiêu? Huyền đâu? Em đây ạ. Ừ. Em chưa có hát ạ. Ừ. Thế làm sao mà em tính được? Giờ em tính hát À, đi. thì giờ em sẽ kể từ cái điểm nào nhỉ? Ok, em gọi chỗ cái điểm mà ở trong cái đoạn SA đấy anh. Nó Ừ. là A phẩy thì em sẽ kể từ A phẩy vuông góc xuống AB ạ. Đây đúng Thì không? nó sẽ bằng hát ạ. Ừ. Đúng. Thì hát này em tính nào? Thì em có đường kính của đường tròn nhỏ sẽ bằng x thì cái chỗ đoạn đường, thì cái chỗ đoạn nhỏ nhỏ ở chỗ Đây, anh gọi đây là tâm O phẩy và đây là tâm O đi. Điểm này điểm H vâng đi. thì đoạn HO sẽ bằng x ạ. À, đúng. Tại vì nó song Đâu song và đâu vuông góc. đâu. Thầy HO Tại vì bằng A phải O phải sẽ x. bằng x Đây ạ. bà cho bán kính đáy bằng x nhỉ? Anh tưởng là đường Bán kính kính rồi. đường tròn x, đường Rồi tròn nhỏ ok. đấy anh, thì nó Thì đây bằng là x x. thì đoạn HO cũng bằng x ạ. Ừ, đúng. Thì đoạn này cũng bằng x. Thì em có đoạn OA bằng 3x. Rồi. Thì em sẽ tính được AH sẽ bằng 2x ạ. Đúng đấy, các bạn có hiểu không? Các bạn cũng ghi chép đầy đủ vào nhé. Để nếu mà các em chưa làm được, các em ghi vào thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Thì OH nó bằng OH bằng x mà OA nó bằng 3x. Thì từ đấy các em tìm được HA bằng bao nhiêu nhỉ? A sẽ bằng 2x ạ. Rồi HA bằng x. Vâng, Rồi. thì em sẽ tính được A phẩy H sẽ Pitago ạ. Ừ. Thì Pythagore chúng ta sẽ có cái gì? Đây là H. Có 2,9x bình trừ Ừ. đi 2x bình ạ. 2,9x bình là cạnh Huyền đấy. Vâng. Trừ đi gì? Trừ 2x đi bình. 2x bình ạ. Thì 2x bình ở đây ấy, nó chính là AH. Và nó chính bằng cái gì bình? H bình đúng không? Vâng. Thì em tìm H bằng bao nhiêu? Ra kết quả cuối cùng H bằng bao nhiêu? Anh để em gì ạ? Ừ, tính đi. Bằng 21 phần 10x ạ. Ừ, 21 phần 10x nhá. 21x phần 10. Ừ, nhìn nhau thôi. Đấy các bạn khác thì cái này nó sẽ bằng 2,1x. Nhớ các em tự tính nhá. Rồi thì đi ra em thế vào đây thôi. Vâng. 2,1x chia cho 3 đúng không? Vâng. Đây là gì nhỉ? Đây là gì? Lớn là 3x Đấy, bình bình phương. Cho này là cộng bao x nhiêu? bình X bình. Và cộng với bao nhiêu? cộng với 3x bình ạ. 3x nhân với x đúng không? Ok nhá. Vâng. Thế này các em tự rút gọn cho anh nhá. Thì kết quả cuối cùng nó bằng bao nhiêu? Nó bằng 91 pi x mũ 3 trên 10 ạ. Rồi ok. Đấy là câu 29. Câu 30 thì sao nhỉ?
Thế nhá, các em đã làm được những câu như thế này rồi thì không phần nón trụ cầu đâu, không có câu nào khó hơn được đâu. Những cái câu này là những câu khá là khó rồi. Đấy, câu 30 các em nhìn màn hình này, bạn làm được câu 30 chưa? Đây này, cho một hình lập phương có cạnh bằng 1 cm. Đây, các em nhìn vào hình lập phương nhé. Hình lập phương có tất cả các cạnh 1 cm ấy, thì một hình nón có đỉnh là tâm của một mặt của hình lập phương, thì anh gọi là đỉnh là tâm của cái mặt phẳng A phải B phải C phải D phải là tâm S này, này. Đấy, đáy của hình nón ngoại tiếp mặt đối diện của mặt chứa đỉnh A, thì đáy nó sẽ là nội tiếp, các em nhìn này, ngoại tiếp các em nhìn vào cái đường tròn đáy này. Đấy thì đường tròn đáy nó sẽ ngoại tiếp cái hình vuông ABCD, được chưa? Đấy, nó sẽ ngoại tiếp hình vuông ABCD nhá. Thì đề bài người ta gọi là thể tích của khối nón đã tròn bao nhiêu, thì nhìn vào hình thì các em biết ngay là thể tích của nón đã cho tính như nào. Anh mời giáp nào. Giáp con này tính như nào em nhỉ? Anh đợi em tí ạ. Nhìn vào hình nhá. Câu này em tính là chiều cao là bằng 1 ạ. Xong thì bán kính là bằng căn 2 trên 2 ạ. Rồi thế anh hỏi em thể tích của khối nón này tính theo công thức gì? Em cho anh làm 1/3 nhân pi r bình nhân h ạ. R bình là trong cái hình này r là bao nhiêu? Căn 2 trên 2 ạ. Không, anh đang hỏi r là em lấy một cái ô gì đó bất kỳ. AO ạ. Ừ. Nhân với gì? Chưa có nhân h là SO ạ. Rồi giờ em thế vào đi. Bằng 1/3 pi nhân căn 2 trên 2 bình nhân 1 ạ. Thế vì sao là căn 2 chia 2 bình? Căn 2 chia 2 bình là bán kính anh. Ừ. Nhưng vì sao lại bằng như thế? Giải thích được không em? Thì có phải là OA của chúng ta ấy, nó là bán kính, thì OA bằng AC chia 2 đúng không? Thì các em nhớ này, đường chéo trong tam giác vuông thì bằng cạnh nhân với căn 2 nhớ, thì bằng căn 2. AC bằng như vậy thì OA nó bằng một nửa, đây bằng căn 2 chia cho 2 nhớ. Đấy, trả lời cho anh là như vậy. Rồi thì tóm lại câu này là A rồi. À, giáp chữa cho anh câu 31 tiếp theo. Dễ rồi đúng không? Những câu trở đi như thế này là dễ rồi. 31 em chọn gì? 31 em chọn D ạ. D hay là B? B ạ, B. Ừ, thế vì sao chọn B? Em thưa anh em tính là SO là bằng A bình trừ A căn 2 trên 2 tất cả bình. Vuông cân này đúng không? Và đường sinh có độ dài bằng A này, đây đường sinh có độ dài bằng A đây. Thể tích của khối nón thì em đọc cho anh công thức tích trước nhá. Thể tích của khối nón bằng gì? Em thưa anh là pi r bình nhân h. Ừ. Đã đủ chưa? 1/3 pi r bình nhân h ạ. Rồi. Bằng bao nhiêu? Trong đấy em thế cho anh là cái gì đã biết và cái gì chưa biết. Em thưa anh là SA và SB đã biết. Xong em tính ra bán kính là A căn 2 trên 2. Ừ, tại vì tam giác vuông này này, đúng không? Vuông thì chúng ta sẽ áp dụng Pythagore thì ra được đường kính trước. Thì đường kính bằng A căn mấy em nhỉ? A căn 2 ạ. Rồi. Em chia 2 thì ra được bán kính. Thì bán kính bằng A căn 2 chia mấy? Chia 2 ạ. Rồi. Xong được bán kính rồi thì làm nào để em tìm thể tích? Em tính SO ạ. Ừ. SO em tính bằng cái gì? Em tính Pythagore là bằng A bình trừ A căn 2 trên 2 tất cả bình. Rồi, thì nó bằng bao nhiêu? Là nó bằng A trên căn 2 ạ. Ừ, A chia căn 2 cũng chính là A căn 2 chia cho 2 nhá. Đấy. Vâng. Thì SO bằng A căn 2 chia cho 2 rồi. Thế thế vào đây thôi. Đúng không? Nên em bấm đi bằng bao nhiêu? Bằng pi A mũ 3 căn 2 trên 12 ạ.
Rồi, ok nhá. Rồi, tương tự chữa cho anh câu 32. À, hai. Em được không nhỉ? Ba hai em chưa làm được. Ừ. Câu 32 là một câu khó. Trong lớp mình bạn nào làm được câu 32 rồi nhỉ? Trong phần bài tập về nhà anh cho chúng ta là 45 câu đúng không? Đấy. Rồi. Thì nó sẽ có những câu khó thì anh đã chữa gần hết rồi nhá. Những câu khó này nó ở mức độ từ câu hai mấy ấy, câu 20. Những câu về liên quan đến tứ giác nhá. Và những câu về hình nón mà nội ngoại tiếp ấy thì đấy là những câu khó. Và chúng ta sẽ có bài 2 này cũng là câu khó này. Anh sẽ lướt qua một lượt xem còn những câu gì khó nhé để anh sẽ chữa. Câu dễ chúng ta sẽ chữa trước đi. Câu 32 anh sẽ chữa sau đi. Cuối giờ anh sẽ chữa câu 32 sau nhé. Câu 33 kem check vào đi. Câu 33. Giáp chọn câu 33. Em chọn gì? A đấy anh. Ừ. Một hình nón có bán kính, đúng không? Bán kính đường tròn đáy bằng 40, độ dài đường sinh biết, tính giải tích con này anh sẽ không chữa. Câu 34 thì sao em nhỉ? Câu 34 em chọn gì? A. Ừ, A đúng không? Xem nhá. Rồi. Thì chúng ta sẽ nhìn câu 34 anh cũng dẫn qua một tí này. À, cắt một hình nón bởi một mặt phẳng qua trục. Này, các em nhỉ? Cắt bởi một phẳng qua trục ấy chính là cái được cái tam giác này. Cái tam giác OAB là tam giác lớn nhất. Ta được tiết diện là tam giác vuông với cạnh huyền bằng 2A. À, cạnh huyền bằng 2A chính là AB bằng 2A. Tính giải tích của khối với nó này. Thì khi các em biết AB bằng 2A rồi đúng không? Thì Y này bằng A. Thì tương tự tam giác vuông thì IO bằng một nửa cạnh huyền bằng A. Từ đấy các em thay vào kết quả câu này bằng A. Rồi câu 35 thì sao nhỉ? 35 các em tự làm nhé. Và các em chọn đáp án là B nhé. Câu 36 tương tự như vậy nhé. Anh chắc không chữa vì những câu này anh đã chữa ở trên rồi. Các em chọn D. Câu 37 các em cũng tự làm như vậy. Các em chọn B. Câu 38 thì sao? Tiết diện qua trục của hình nón là một tam giác vuông cân với góc có góc vuông bằng A. Giáp chữa cho anh câu 38 nào. Em đây ạ. Ừ. Câu 38 là em tính anh vẽ hình. Đây. Thì em tính là OC A bà R là bằng A căn 2 trên 2. Ừ, đúng. Đây, vuông cân có cạnh nó vuông bằng A mà đúng không? A thì các em lại áp dụng câu anh vừa chữa. Thì đây là A căn 2 chia cho 2. Đấy, đúng rồi. Sao đúng rồi? Xong em tính SH ạ. À. Ừ, SH em tính bằng bao nhiêu? Bằng A trên căn 2 ạ. À. A chia căn 2, chính là A căn 2 chia cho 2 nhá. Rồi. Thế sau đó thì thay vào công thức thì các em tự tính cho anh là gì? Diện tích toàn phần và thể tích nhá. Thì anh sẽ không chữa nữa. Em chọn đáp án con này là C. Rồi tương tự câu 39 thì sao nhỉ? Đây 39 hình như này thì em làm nào em nhỉ? Em có nhìn được cái hình không? Hay hơi mờ? Hơi mờ tí như thôi, chúng ta cố gắng nhé. Đây câu 39 đây. Đã làm được câu 39 chưa? Chưa làm. Ừ. Chưa làm thì chúng ta cần nhìn vào đây nhá. Còn ánh làm được câu 39 chưa ánh nhỉ? Mấy câu cuối này em chưa làm được anh ạ. À, ok. Nếu mà khó thì chưa làm được thì cũng không sao, nhưng mà nếu mà dễ chưa làm được thì cũng cần phải chú ý nhá. Chúng ta xem có dễ hay khó nhá. Thì đây này. À, một hình nón có tiết diện qua trục là một tam giác đều. Ok, là một tam giác đều. Thì hiển nhiên ba cạnh này bằng nhau nhé. Và khoảng cách từ tâm của đáy đến đường sinh bằng như thế này.
À thì khoảng cách từ tâm của đáy, anh nhớ câu này như là cô Huấn này, trước câu hỏi anh câu này sao nhỉ? Vâng ạ. Ừ thế bây giờ Huấn chữa đi xem nào, xem Huấn còn nhớ cách làm không? Câu này em vẫn hơi lúng túng anh ạ. Ừ, ok. Rồi thì Cam nhớ này, một hình nón có tiết diện qua trục là 100 tốc đều. Đúng không? Thì anh chẳng biết, tại vì anh đang cần tìm cạnh 100 tốc đều, thì anh đặt cạnh của 100 tốc đều là x. Đúng không? Anh đặt cạnh của 100 tốc đều là x. Thế khi vậy thì OB nó chỉ bằng x chia cho 2. Đúng không em nhỉ? OB bằng x chia cho 2 nhá. Và tương tự thì SO, thì SO là chiều cao trong tam giác đều thì bằng cạnh căn 3 và kem chia cho 2. À mà kem hiểu là gì đây? Khoảng cách này, khoảng cách từ tâm đến của đáy nhá, từ tâm của đáy là chính là từ O đến đường sinh, à hiển nhiên chính là cái đoạn vuông góc kem kẻ vào thôi. Đúng không? Anh gọi OH vuông góc với đường sinh SO, đấy, SB, SB. Đúng không? Anh gọi OH vuông góc với SB. Thế hiển nhiên đề bài cho OH bằng A căn 3 chia cho 2. Thì chúng ta áp dụng trong tam giác vuông SOB, chúng ta sẽ có là A 1 phần OH bình. Đúng không? Thì 1 phần OH bình bằng 1 phần OS bình, và kem cộng với 1 phần OB bình. Từ đấy kem thế vào để kem tìm S đi mà. Và mục tiêu chúng ta tìm X mà. Đây kem thế vào đây. Thì kem sẽ có 1 phần OH chính là A căn 3 chia cho 2 tất cả bình. Đúng không? Bằng với 1 phần OS, thì OS ở đây chính là 1 phần X căn 3 chia cho 2 tất cả bình. Nhá. Đấy. Và các em cộng với 1 phần x chia 2 tất cả bình. Bây giờ các em tìm x thôi. Thì anh hướng dẫn chúng ta cách tìm x nhanh nhất nhé. Cách tìm x nhanh nhất bằng chúng ta sử dụng Casio. Chúng ta hiểu đây, chúng ta giải phương trình ấy, đúng không? Thì các em hiểu là A các em sẽ cho là 1 nhé. A các em bấm máy tính thì không cần phải bấm 3. Thì nó sẽ có là 1 phần căn 3 phần 2 tất cả bình. Chờ, căn 3 phần 2 tất cả bình. Đó. Alpha bằng đấy phân số 1 phần, thì chỗ này chính là x căn 3 phần 2, các em cứ bấm alpha x nhân căn 3 phần 2 đúng không, bình nhá, và các em cộng với 1 phần x chia 2 bình, đúng chưa? Đấy, các em bấm shift sâu nhá, shift sâu đấy, thì sâu phối cái sâu phối thì chúng ta khởi tạo thôi, x bằng bao nhiêu cũng được, bằng không cũng được nhé. Đấy, các em đợi một thời gian xem thì các em thiết tìm được x bằng 2 đúng không, đẹp quá, x bằng 2 thì tóm lại là à như vậy. Sau một hồi các em tính toán, các em bấm máy tính thì x bằng 2 thì x chính bằng 2 các em nhân với a, tại vì chúng ta bấm máy tính chúng ta không cần nhân với a mà, kết quả cuối cùng x phải có chữ a thì x sẽ bằng 2a, đúng không? Thì x bằng 2a thì như vậy là kem xong rồi. Kem sẽ tìm được diện tích toàn phần thôi. Thì diện tích toàn phần nó sẽ bằng gì? Pi r l và cộng với pi r bình. Nhá. Thì pi r r đây chính là pi r r, đây là x chia 2, x bằng 2a đúng không? Thì 2a chia cho 2 nó bằng a thôi. Và n n là x chính là 2a. Và kem cộng với pi nhân với a bình thì tóm lại nó bằng 3 pi a mũ a bình nhá. Và em chọn a. Thế nhá, các em hiểu cái này chưa? Các em hiểu chưa nhỉ? Còn hỏi chỗ nào không? Không ạ. Ừ. Thế nhá, anh sẽ chuyển sang câu tiếp theo, đấy câu 39. Câu 40 em không chữa nhá. Câu 40 em chọn A. Câu 41 em chọn A nhá. Không sao, câu này câu dễ thôi mà, em tự vẽ hình vào là em biết ngay. Câu 42 này em chọn C. Em check vào đi. Nếu mà em chưa làm thì em phải làm bổ sung vào nhá. Câu 43 là em thiết chọn B. Cũng không phải là câu khó. Câu 44 là em sẽ chọn B. À câu này nhớ không nhầm nó giống như câu trên này.
lên ra trước cái câu 44 đi, để cho chúng ta dễ dễ hiểu cái câu trên mình nhé. Hình lập phương có tất cả các bằng A đúng không? Tính diện tích xung quanh của cái hình tròn xoay sinh bởi đường gấp khúc AC A' phải. Thì đấy, đường gấp khúc AC A' phải đây. Và khi chúng ta quay quanh A phải thì đơn giản là kem cứ vẽ nó riêng ra. Này. Đường gấp khúc chính là tam giác mà có cái gì đâu, người ta nói văn vẽ một tí thôi. Đúng không? Thì sẽ là vuông tại A này. Thì trục của chúng ta là A phải. Đấy, quanh cái gì thì là trục. Đây là C. Thì quay một vòng chúng ta sẽ được cái hình nón. Thì có thế thôi, có gì đâu. Nhá. Thì đi nào các em biết à, A phải đề bài cho cạnh bằng 1 thì A phải chiều cao bằng 1. AC à AC. AC đây này. AC chính là cạnh huyền. Đúng không? Trong tam giác vuông CDA các em Pythagore ra thì AC bằng căn 2, căn 2. AC bằng căn 2. À như vậy các em Pythagore để các em tính ra A'C thì A'C anh nhớ không nhầm các em bằng tính bằng căn 3. Thế sau đó các em tính tất cả các yếu tố liên quan đến khối nón này. Thì câu hỏi người ta diện tích xung quanh thì các em chọn đáp án là B. Được chưa? Thế thôi. Tương tự câu 45 các em sẽ chọn A nhé. Rồi anh sẽ chữa nốt cái câu câu 30 mấy ấy. Đây, anh chữa nốt chúng ta cái câu 32 này nhé. Thì hôm nay chúng ta cũng đủ thời gian để các em chữa cái phần khối nón này thôi. Thì khối nón là nó nhiều và nó cũng nhiều bài toán khó hơn cái phần khối trụ. Nhá, khối trụ bài toán nó sẽ dễ hơn. Đấy thì khối trụ các em chưa làm xong nhá, các em làm bổ sung đi. Và anh sẽ gửi chúng ta một cái bài tập tổng hợp của hai cái phần này. Nó rơi vào tầm 30 câu thôi, không có nhiều. 30 câu nhá. Và anh nó cho mức độ nó khá là dễ thôi. Đấy thì các em sẽ làm cộng với cái phần khối trụ này các em làm bổ sung nhá. Đến tuần sau anh sẽ chữa toàn bộ bài tập liên quan đến khối trụ và cộng thêm cái bài tập anh cho thêm này liên quan đến 30 câu anh cho thêm nhá. Đấy để buổi sáng anh sẽ chữa tổng hợp để chúng ta nắm được chắc thật chắc cái phần khối nón và khối trụ để chúng ta học về phần khối cầu. Thì phần khối cầu nó sẽ liên quan cả đến kiến thức của học kỳ 2 nữa, nên là chúng ta sẽ học khối cầu trong một cái buổi riêng trong tuần sau nữa. Rồi, anh sẽ chữa chúng ta câu 32 này để chúng ta kết thúc. Và bắt buộc là các em phải làm cho anh hết bài tập về phần khối trụ đi nhá. Đấy, các em làm bài tập về phần khối trụ đi anh mới chữa được. Đấy. Thì anh sẽ cho các em trong thời gian là một tuần nhá, cả thêm tầm 30 câu nữa. 30 câu. Và các em nhớ nhá, các em phải làm tại vì buổi sáng anh sẽ gọi từng bạn một mà anh sẽ gọi bất kỳ. Các em chọn đúng mà các em không trả lời đúng là cũng không được đâu. Rồi. Thì anh sẽ chữa câu 32 này. Thật ra câu 32 này cũng không phải là câu khó đâu. Không hẳn là câu quá khó. Nhưng nếu mình chưa làm được à? Đây nhá. Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh bằng A. Ok. Tam giác đều cạnh bằng A. Rồi. Và nội tiếp trong cái đường tròn tâm O thì các em bảo à nội tiếp thì cái đường tròn này sẽ là đường tròn ngoại tiếp, cái tam giác này sẽ là tam giác nội tiếp, đúng không? Đường tròn tâm O đấy, thì các em nhớ này, đường tròn nội tiếp, đúng không? À, nội tiếp trong một đường tròn thì đường tròn sẽ là đường tròn ngoại tiếp, thì tâm của đường tròn ngoại tiếp chính là trọng tâm của tam giác. Các em nhớ cho anh như vậy nhé. Với tam giác đều thì tâm của đường tròn ngoại tiếp của cái hình tam giác này thì chính là trọng tâm. Trọng tâm người ta hay ký hiệu là G, nhưng mà người ta gọi là ôi cho nó. Ừ, người ta gọi là tâm O rồi thì em lấy đây là tâm O. AD là đường kính. Đấy, AD là đường kính đây đúng không? Các em nối A, O với OD thì AD là sẽ đường kính. Tâm O thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi khi gì? Khi thì thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho phần tô động quay quanh đường thẳng AD. À, liên quan đến phần này chúng ta phải học về thể tích của khối cầu. Nhưng mà các em chưa học. Thể tích của khối cầu dễ thôi. Nhớ, chúng ta cũng có thể nhớ luôn nhé. Khối cầu là khối gì? Anh nghĩ là chúng ta đã biết rồi đúng không? Đây.
Có hai công thức nó rất là dễ nhớ, anh sẽ cho chúng ta học luôn nhé. Các em có thể ghi vào. Đây để anh lấy chúng ta trên mạng đi, trên mạng nó sẽ có khối cầu nó đẹp. Khối cầu đúng không? Các em có nhìn được cái phần phần cốc cốc này chưa? Nó hơi bị đơ một tí. Các em nhìn được chưa nhỉ? Đây này. Ano. Rồi ạ. Ừ đây. Thì các em ghi cho anh nhé. Các em ghi cho anh ba cái công thức này vào. Đây khối cầu là một khối gì? Các em hiểu rồi đúng không? Đây chúng ta có một cái quả cầu như này này. Thì đây là khối cầu thôi. Thì khối cầu nó chỉ có hai công thức rất là quan trọng thôi. Là thể tích của khối cầu, các em ghi vào nhé. Thể tích của khối cầu sẽ bằng 4 phần 3 pi nhân với bán kính mũ 3. Thì vì một khối cầu ấy nó chỉ có tâm và bán kính thôi. Đúng không? Nó không yếu tố gì điển hình, nó chỉ có tâm này. Một khối cầu nó chỉ có hai yếu tố điển hình nhá. Là nó chỉ có tâm và có bán kính thôi. Em hiểu không? Đấy. Đây anh sẽ vẽ chúng ta vào đây. Đây. Chúng ta vẽ khối cầu cho anh như sau. Ban đầu các em sẽ vẽ cho anh như này. Em vẽ như này. Đấy. Các em vẽ cho anh một cái hình như này nhá. Chưa? Vẽ cho anh một cái hình tròn thật tròn nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ vẽ hình tròn như vậy. Thì khối cầu là bây giờ chúng ta sẽ lấy từ hai cái đỉnh này, các em sẽ vẽ cho anh thành cái hình elip nhá. Đấy. Thì chúng ta sẽ được một khối cầu. Thì đây chính là tâm cầu. Đây chính là tâm cầu, anh gọi là O là tâm cầu. Thì một khối cầu nó sẽ chỉ có hai yếu tố điển hình, một là tâm cầu và hai là bán kính thôi. Hai là bán kính R đây này. Các em vẽ nhanh vào nhá. Đấy thì chúng ta chỉ có hai yếu tố điển hình. Một là tâm cầu và hai là bán kính thôi. Nó còn dễ hơn những khối khác cơ. Khối cầu là khối rất là dễ. Thì các em ghi cho anh hai công thức. Thể tích và diện tích của khối cầu nhá. Nó chỉ có hai công thức này thôi. Đấy. Sau đó các em tự tìm bài tập trên mạng thì các em làm thử xem nó có dễ không. Anh ơi, cho em xem lại em diện tích cầu và em chưa chép gì. Đây là anh sẽ cho đây, các em có thể chép như này này. Thì thể tích của khối cầu ấy nó sẽ bằng 4 phần 3 nhá, nhân pi và nhân với bán kính mũ 3 nhé. Tại vì bán kính đây ký hiệu này là lớn. Và diện tích cầu thì các em nhớ này, diện tích bằng đạo hàm của hàm thể tích. Thì các em đạo hàm ra thì hiển nhiên nó sẽ bằng 4 pi r bình. Đấy, xong rồi. Đúng không? Chỉ có hai công thức này chúng ta cần phải nhớ thôi. Đơn giản. Nhá. Đấy, nhớ thì chúng ta áp dụng luôn vào cái câu 32 này nhé. Đây. Thì chúng ta hiểu như sau này. Chúng ta được cái khối này đúng không? Khi chúng ta quay ấy, các em hiểu là các em có một cái mặt này, các em có một cái hình tròn này, các em quay một vòng 360 độ. Các em hiểu không? Đây. Anh coi như là anh sẽ như thế này, anh sẽ lấy để mô làm gốc. Thì anh sẽ quay một vòng tròn 360 độ. Thì đố bạn nào biết là nó sẽ được tạo thành hai cái khối gì? Nó sẽ tạo thành cái khối gì? Bạn nào hình dung được không? Cái miền tam giác này, cái miền tam giác mà không tô gì ấy, nó sẽ tạo thành một khối gì? Khi anh quay quanh AD nhá, khi anh quay quanh đúng không? Quay quanh. Khi anh quay quanh đúng không? Quay quanh AD thì các em sẽ được khối gì? Quay quanh AD. Thì có phải là với cái miền tam giác màu trắng này thì chúng ta sẽ được một khối nón đó. Chúng ta sẽ được một khối nón. Đúng không em? Ý là chúng ta lấy cái tam giác ABC này, các em quay một vòng thì chúng ta sẽ được một khối nón. Đúng không em nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Đấy và cả cái khối to mà nó là một đường tròn, nó sẽ tạo thành một khối cầu. Thì các em hiểu sẽ là như nào? Chúng ta sẽ được một cái khối cầu lớn, nó sẽ nằm ngoài cái khối nón ở bên trong. Khối nón sẽ là nó khối nón bên trong, khối cầu sẽ là khối cầu bên ngoài. Đúng không? Thì như vậy cái miền màu trắng ấy sẽ là khối nón nhá. Khối nón. Còn đâu cái miền tô màu xanh này, nó sẽ bằng thể tích của khối cái miền đấy, nó sẽ bằng thể tích của cả khối cầu. Và các em sẽ trừ đi thể tích của khối nón. Các em hiểu cái này không? Cái miền tô màu xanh ấy,
thì chính bằng thể tích của cả khối cầu, các em sẽ trừ đi thể tích của khối nón. Được chưa nhỉ? Các em hiểu chưa nhỉ? Đấy. Ừ, các em hình dung là như vậy. Thì thể tích của khối nón tính như nào thì các em nhìn vào đây. Đề bài đây, khối nón thì đơn giản thôi. Thì thể tích khối nón thì anh nghĩ là chúng ta tính rất là dễ này. AH các em tính được không? AH các em tính được không? AH có bằng A căn 3 chia cho 2 không? Đây. AH bằng A căn 3 chia cho 2. Đây vì đây là A này, A. Đúng không? Tam giác đều thì đường cao cho nó đều bằng cạnh căn 3 chia cho 2. Xong AH nhá. HC là bán kính đáy nó bằng A chia cho 2 nhá. HC bằng A chia cho 2. Xong nhá. Đấy các em thay vào. Thì thể tích của khối nón mà anh vừa bảo ấy là khối màu trắng ấy, nó chính là A mũ 3 nhân pi và nhân với căn 3 chia cho 24. Đúng chưa? Đấy là thể tích của khối nón. Xong. Thể tích của khối nón bằng A mũ 3 nhân pi căn 3 chia 24. Xong nhá. Coi như xong nhá. Thế tương tự. Thể tích của khối cầu thì anh vừa bảo xong. Đúng không? Đấy, khối cầu là cái khối mà bao bên ngoài ấy, thì thể tích bằng 4 phần 3 pi nhân với R mũ 3. Thì nó sẽ bằng 4 phần 3 pi nhân với OA bình. OA này cái này. Đấy, tại vì OA là chính bán kính cầu mà. Thì OA tính kiểu gì? Thì O là trọng tâm. Thì OA nó sẽ bằng OA nó sẽ bằng 2 phần 3 AH và nó sẽ bằng A căn 3 chia cho 3. Đấy. À như vậy thì OA bằng A căn 3 chia 3 đây. Đây, OA bằng A căn 3 chia 3 đây. Các em thay vào các em ra được thể tích của khối cầu. Đúng, thể tích của khối cầu. À như vậy thì thể tích của cái khối màu xanh là khối mà chúng ta cần tìm ấy, đúng không? Đây này. Đang cần tìm là thể tích của cái phần tô màu xanh mà. Đúng không? Đây, thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho phần tô đậm này quay. Đấy thì chính là điều thể tích của phần màu xanh. Thì thể tích của màu xanh chính là thể tích của khối cầu trừ đi thể tích của khối nón thôi. Đấy, các em trừ đi kết quả là như thế này. Nhá. Thì tóm lại các em sẽ tìm được đáp án là A. Thế nhá. Đấy thì các em đã hiểu câu này chưa? Anh hướng dẫn qua như vậy với nó phần tính toán ấy, các em về nhà các em tự tính toán kỹ lại cho anh nhá. Đấy các em phần tính toán này các em phải tính tự tính lại để các em nhớ. Còn đâu phương pháp thì anh hướng dẫn như vậy thôi. Nhá. Đấy thì bài hôm nay chúng ta sẽ chữa như vậy thì cũng khá là tốt rồi. Chúng ta đã chữa hết 45 câu rồi. Trong một buổi mà các em chữa được hết 45 câu mà nó có khá là nhiều câu cũng là lâu và khá là phức tạp đúng không? Đấy, chúng ta chữa như vậy là rất là tốt rồi nhé. Thì sang đến hôm thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ học đại các em nhé. Đấy thì anh bảo chúng ta sẽ thi vấn đáp nhưng mà để xem như thế nào thì anh sẽ sắp xếp sau. Còn hôm thứ 3 tuần sau chúng ta sẽ học đại nhé. Chúng ta sẽ học đại. Đấy thì trước khi học đại thì chúng ta phải bật cam nhé. Bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ 100% chúng ta sẽ bật cam. Đấy, anh cũng bật mà chúng ta cũng bật. Thế nhá, thì hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Các em còn hỏi cái gì không nhỉ? Đấy, thì nếu mà các em không có hỏi gì thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhá. Anh chào tất cả các em nhá. Em chào anh ạ. Ừ, chúng ta nghỉ đi. Rồi. Vâng. Rồi. Đéo nuột nôi.